Oklahoma. Hello. Hello. Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với AOL làng nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với series thách đấu top đầu anh em ơi. Vẫn là series thách đấu top đầu quen thuộc và ngày hôm nay sẽ là màn đối đầu giữa Lê Chí Linh và Sát Trương Quang Thanh trong kèo đấu solo xiên random anh em ạ. Vâng, chấp xiên. Kèo chấp xiên, một kèo đấu khá là hot thời điểm hiện tại. Nhưng mà rất nhiều kèo chấp xiên diễn ra. Thì ngày hôm nay thì top Lê Chí Linh sẽ thử sức với Sát Trương Quang Thanh kèo đấu này. Lê Chí Linh sẽ random, còn bên kia thì anh Trương Quang Thanh sẽ cầm xiên. Và ngay trong trận đấu đầu tiên thì ra quả Katha. Katha thì nó là một loại quân rất yếu đấy nhá. Rất yếu. Xiên Katha cũng có kèo xiên Katha thì nó sâu hơn cả kèo xiên random khá nhiều. Thì trận đấu đầu tiên của kèo này ra luôn Katha. Nhưng mà có lẽ trước khi bước vào với trận đấu đầu tiên thì em xin phép chia sẻ một tên để anh em có thể vào theo dõi được đông hơn. Ngày hôm nay để xem Lê Chí Linh đánh kèo xiên random mà đánh thế nào nào, để chúng ta cùng xem nhé. Đây rồi, chờ tí mọi người ơi. Anh em đang xem thì đừng quên ủng hộ cho kèo đấu chúng ta một lượt like, một lượt chia sẻ anh em nhé. Một kèo đấu khá là hay, đổi mới một tí, tại vì là gần đây toàn là kèo solo random giữa các top, thì hôm nay thử một kèo chấp xiên random cho nó là lạ một tí, đổi mới một tí, anh em xem cho nó đổi gió, xem tình hình nó có thực sự là hay với kèo đấu này hay không đây. Ok nha anh em ơi, trận đấu đầu tiên là Katha anh em ạ, một loại quân khá là yếu luôn. Và ngay trong trận đầu thì gầm luôn con Katha này, xem cụ có thắng được không. Nếu mà trận đầu này mà thắng được thì khả năng kèo tươi. Còn trận đầu thua thì kèo cũng chưa biết thế nào, bởi vì random nó ra có thể là quân đỏ, có thể quân đen. Đấy, như Katha là đen đấy, thì nó ra AC chẳng hạn, hoặc là ra thậm chí ra cả Seng nữa, thì là thành quân đỏ. Ra AC ra Seng thì gần như kèo này là khó cho người được cầm Seng, bởi vì là con AC con Seng thì nó Seng thì là cân rồi, nhưng mà AC nó cũng không thua Seng mấy, kể cả là phô cũng chả thua Seng mấy. Đấy, nên là cái kèo chấp Seng này khá là Seng random cũng khá là căng đấy, nó cũng là quân bài may rủi thôi, cũng chưa biết thế nào. Vậy trận đấu đầu tiên thì anh Trương Quang Thanh là người lên đời sớm hơn với con giò có công. Trận này thì em sẽ theo dõi cả hai bên, tại vì dạo gần đây em hay được chấp Seng nên là em phải theo dõi cả hai người cách đánh như thế nào, mình về mình học hỏi, mình còn áp dụng. Đấy, mình vừa được chấp Seng lại hay đi chấp Seng người khác. Hôm ra bây giờ xem cả hai máy, cả hai bên để xem cách đánh họ như thế nào, về còn học hỏi anh em ạ. Đấy, người cầm random thì chắc chắn cửa trên rồi, nhưng mà người cầm Seng phải có đấu pháp hợp lý trong kèo đấu ngày hôm nay. Chứ còn chúng ta không thể đánh kiểu thuần như kiểu random được. Thuần random thì con Seng thường sẽ là cung R kẹp lạc đà thổi phù nếu như gặp con chém chẳng hạn. Nhưng mà kiểu đánh cửa dưới ấy, thì chúng ta sẽ có những cái bài kiểu như là chuyển cung A. Đấy, đánh kiểu cửa dưới và chuyển cung A, hoặc là có những bài lên 4 chẳng hạn, hay là như thế nào đó. Phải xem đã mới biết được. Em dạo ở đây đánh kèo Seng Katha thì hay đánh chuyển cung A. Chứ còn đánh cửa dưới mà mình đánh kiểu ngang phớ với họ là nguy hiểm phết đấy. Đội tốt mà đánh ác lắm. Đây này, Seng lên đồi sớm nhưng chưa ăn được con dân nào của người cầm Katha đâu. Một tí nữa thì Katha sẽ ra ruộng. Đây cũng là cách đánh chấp dành cho những cao thủ. Không biết kèo này có ngày hôm nay thì idol Nguyễn Chí Thanh có đang xem không, để anh có thể học hỏi lấy Chí Linh kèo đấu top này để về còn đi chấp tiếp. Anh Thanh là lần sau gặp em coi chừng đấy. Hôm nay em xem xong kèo này thì tự tin luôn. Và một tình huống thủ phù ra. Nhưng mà bên này thì anh Trương Quang Thanh có một tình huống tách lạc đà khá hay. Nhưng mà liệu rằng có mất con lạc đà này không, rồi khả năng vẫn mất anh em. Không ăn được con dân luôn. Rất khéo anh em ạ.
kiểu đánh cửa trên đấy. Tâm ra tay chân nó cảm giác nó dễ dàng hẳn. Nhìn Lê Chí Linh đánh với cả Phương Tú các kiểu thì cảm giác rất là căng thẳng. Nhiều khi thao tác nó bị nhanh quá nên là nó bị lỗi. Nhưng mà cảm giác đánh với cả người cửa dưới thì lại đánh một phong cách rất là chậm rãi. Đánh chuẩn, chậm đâm ra nó chuẩn hơn. Nhiều khi đánh chậm này lại là hay đấy, chứ không phải lúc nào cũng nhanh là hay đâu anh em ạ. Thật ra mấy ông đi chấp người ta cũng có cái cơ sở của người ta để người ta đánh kèo này. Còn người được chấp thì cũng phải tận dụng tối đa cái sức mạnh của con sen để mà chơi trong cái kèo đấu chấp sen random này. Kèo này càng, anh em càng không đơn giản đâu. Không đơn giản cho cả hai. Hai cũng càng hết, phải xem xem. Có lẽ là một kèo đấu mà nó cân tài cân sức đấy nhờ. Bên kia anh Trương Quang Thành đấy tên là Nhật Thổ, còn Lê Chí Linh thì vẫn là Lê Chí Linh thôi. Và như vậy là bắt đầu khung nhà và chuyển sang khung lừa kẹp lạc đà, nhưng bên này sẽ là Châu lạc đà lên hay là chuyển công an một áo đây. Châu lạc đà lên được anh em, khung lừa kẹp lạc đà thì lạc đà cá tha đông chả sợ đâu, không cần phải chuyển công an đâu. Nhưng mà để xem ông Linh ông ấy xử lý như thế nào. Vâng, ruộng quấn rất đẹp, vừa khung nhà và vừa có thực đều để có thể sóc lạc đà và chưa vội vàng để có thể tăng L đâu. Anh em có thể thấy người ta đánh cửa trên kìa, vẫn chỉ là một L một P thôi, ra dân đều đã, tí nữa lực khỏe hẳn thì bắt đầu mới tăng L sau. Còn thường thì người bị chấp ấy thì người ta sẽ vội hơn và sẽ phải tăng nhà quân sớm hơn, đâm ra phát triển không được khỏe. Đó. Nên là kèo cũng căng anh em ạ, không đơn giản. Nhìn Alo. Vừa nãy bị mất mic một tên anh em ạ. Đây vừa chỉnh lại tên, may anh em nhắc. Ok, cảm ơn anh em nha. Chủ tịch khỏe ra về chiều tiếp kèo. Ok anh ơi, kèo này mà xong sớm chiều anh em mình xúc luôn. Đang đấu dở với ai đồ toán hôm qua thì vâng ốm ra, đấy là phải hoãn kèo anh em ạ. Rồi, ok rồi, mic ok rồi anh em ơi, vừa chỉnh lại vừa bị mất mic một tên. Quay trở lại với kèo đấu này, Lê Chí Linh sắp lên 4 rồi. Bên kia thì hiện tại vẫn đang đánh thủ. Bên này đánh rất chủ động luôn. Giả vờ mang lạc đà đi thiêu nhưng mà thực ra là câu giờ để lên 4 thành công. Và sau đó chuyển sóc hot, nâng đào vàng 2, đánh rất khỏe đến từ Lê Chí Linh. Rất chủ động. Cửa trên hẳn đấy anh em ạ. Kèo chấp xe không đơn giản một chút nào. Em đánh nhiều bây giờ em quen lắm rồi. Đừng có bảo sâu nhưng mà thực ra đánh với top không sâu tí nào đâu, nó nông thôi. Nền 4 hay quá nhờ, ai già già. Nền 4 sớm quá. Càng phết anh em ạ, làm nào đây. Chào sếp Nguyễn Minh, chào sếp Văn Trường. Xin chào Idol Toàn, chào sếp Mảo Xích Ê.
Chào anh Nguyễn Trung nhá. Rồi, chào tất cả anh em. Kèo đang hay quá anh em ơi, cuốn cuốn thật sự. Anh em đừng quên bổ quả like, quả chia sẻ cũng như là quả vâng theo dõi fanpage anh em nhé, ủng hộ cho kèo đấu ngày hôm nay của chúng ta. Những lượt like rất là quý nhận quý giá. Đúng rồi, trình mà giờ cân cân thì gọi là sâu, còn trình mà lệch thì hoài phết. Đây này, bây giờ nhìn thấy Kata lên 4 thì Seng đang vội vàng đẩy lên. Nhưng mà em nghĩ là vội vàng đẩy cũng không giải quyết được nữa, bởi vì là bây giờ họ đã có hot rồi. Có lẽ anh nên ở nhà anh cũng lên 4 một turn. Cũng lên 4 một turn sau đó đánh đạp, chuyển đánh đạp được thì ngon. Nhưng mà bên kia đang hơi ít dân anh ạ. Trận này Seng tập trung chuyển cung A nên không sóc được nhiều dân. Đây chí Linh chính nhà đánh rất chuẩn bài đấy. Nhìn thấy Seng lên cung A phát là về lên 4 luôn. Mà trận đầu tiên vào Kata mà nó khó này thì không biết là tí nữa vào những quân tuyển thì còn căng nữa anh em ơi. Không hề đơn giản chút nào. Cơ cấu gớm thật à. À rồi đánh với cửa dưới thì cảm giác đánh nó từ từ đấy, nó chuẩn lắm. Nó không phải vội vàng, nó ra càng chậm càng chuẩn anh em ạ. Chứ còn đánh với nhiều khi đánh với mấy ông top trên cứ đánh cứ nhanh ấy, làm nó không chuẩn. Chứ bây giờ đánh chậm mà chuẩn lắm. Cơ cấu các kiểu gọn gàng. Ê, nâng bản đồ em đi. Rồi. Làm cái lửa cái bắn chặn cái. Đầu máu đã có rồi. Full công nghệ sau đó thì sẽ đẩy một tơn to. Chiếm lại vàng. Đấy, điểm yếu Kata trong mắt mà đấu này thì sẽ là vàng. Nhưng mà với ngần này hot thì khả năng thì Chí Linh sẽ đi chiếm vàng được thôi. Chiếm vàng ăn vàng thì sau đó là sóc thêm hot thôi. Đơn giản là như vậy. Rất khó khăn. Anh tranh Trương Quang Thành trong trận đấu đầu tiên có lẽ là anh chưa bắt nhịp được với kèo đấu này, nên là trận đầu test tay, trận hai thì anh sẽ bắt đầu thể hiện chính mình. Nhưng mà nói thật là cái bài Kata trận này cũng đẹp. Kata trận này lên đời sớm lực ok nên là cũng khó thôi. Nhiều khi cầm con Kata lại dễ đánh hơn là những con khác ấy. Ví dụ vào Babylon các kiểu bài nó thay xấu lại không thể có nhiều quân đấy, có cung A các kiểu đấy, nhưng mà Babylon nhiều khi đánh không bằng Kata đâu. Đấy, cái kèo chấp này này nên là tí nữa đan đầm vào quân khác có khi lại ngon hơn, chứ vào Kata bài đẹp thì khoai phết. À có một tình huống đổi nhà khá hay nhưng mà chắc là cũng không thể tạo ra sự khác biệt được. Đây chiến linh thủ quá dẻo và quá tự tin bình tĩnh. Có một dành cho idol Nhật Thô, 1-0 ở trong trận thiếu đầu tiên này. Nhưng về lấy chiến linh và chúng ta sẽ đến với trận thiếu thứ hai ngay sau đây. Trận đấu này thì khả năng là à quên đấy, khả năng là mỗi người sẽ đổi máy một lần anh em ơi. Cho anh em xem người cầm Seng tí nào, cho anh em xem người cầm Seng một tí nhá, cho nó hay. Xem idol Nhật Hồ thể hiện xem nào trong trận đấu tiếp theo nào. Hay đấy, kèo hay anh em ạ. À, đây sẽ là máy của người cầm Seng nhá anh em ơi. À từ từ em bật cái bật cái tiếng game. Ok. Rồi. Không vào à? Đây rồi. Ê, Vũ Khánh Lý. Ông Linh không vào nữa à? À trận này lại chưa chọn Seng. Đang để delay em tua lên tí anh em ạ. Rồi đây Seng rồi ok. Seng và gì đây? Seng Pan. Càng phết. Seng Pan anh em ơi trong trận đấu tiếp theo. Và phần thưởng ngày hôm nay thì nó là 3M anh em ạ. Một cái phần thưởng nó rất là lớn. Nhiều khi phần thưởng lớn mình đánh bị cong. Phần thưởng ngày hôm nay dành cho người chiến thắng là 3M anh em nhé. Và chính xác Trương Quang Thành chính là người tài trợ phần thưởng này luôn. Bởi vì anh là người đi thách đấu mà, nên anh sẽ tài trợ cho phần quà ngày hôm nay là 3M. Đặc biệt anh Trương Quang Thành cũng donate riêng cho bình luận viên 400k.
kèo đấu ngày hôm nay quá tuyệt vời. Pan anh em ạ. Lê Chí Linh cầm pan trong cái đó thì idol Nhật Hổ vẫn là Seng thôi. Seng pan này hơi căng. Pan nó tuyển quá. Nhưng mà để xem biết đâu nhỉ. Biết đâu bất ngờ đôi ta lại vâng rời xa nhau. Seng đần đầm à. Kèo hay. Trận đấu đầu tiên thì đánh là quá chuẩn rồi, đánh cho Lê Chí Linh rồi. Nhưng mà trận 2 này thì chúng ta sẽ cùng xem thử là anh Trương Quang Thành khi mà anh đã bắt nhịp với cuộc chơi được ok hơn thì có lẽ anh sẽ thể hiện được một cái trận Seng nó chuẩn bài hơn. Nhưng đáng tiếc là trận này là phải gặp con Pan nó mạnh quá nhỉ. Con Pan thì nó vâng nó chỉ thua Seng AC4 thôi trong map solo random, chỉ thua Seng AC4 thôi anh em ạ. Đó, còn lại nó chơi hết, chả sợ con nào. Mà thua tí thôi nhá, nhưng không phải là thua nhiều đâu. Đó, thậm chí nhiều người thích cầm pan hơn là cầm phô của mấy si cơ. Nhưng mà sẽ cùng chờ đợi xem. Nó còn phải là bài vở nữa, bởi vì là bài nó xấu thì còn pan nó vẫn sẽ có những trường hợp lên đời muộn được. Đấy, còn Seng thì gần như là vâng lên đời luôn sớm. Đấy cũng là sự khác biệt giữa Seng và các quân khác, nó là sự ổn định. Nên là chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem nhá. Đây là bài hiêu đưa về. Ok. Anh em nhớ vẫn ủng hộ cho một lượt like nhé anh em nhé. Mục tiêu ngày hôm nay thì cố gắng 50 like một kèo đấu vào buổi chiều. Nên là hy vọng anh em vào xem có thể ủng hộ luôn một lượt like cho nó phấn khởi để chúng ta xem kèo cho nó được mắc bênh nhất. Cũng như đừng quên chia sẻ cái luồng livestream này. Tuyệt vời. Hôm nay ai đồ thú cúc bảo vào xem kèo mà bây giờ chưa thấy đâu. Kịp thật. Sao cái thông báo like share bây giờ không hiện đấy nhỉ? Nào thế? À đây vẫn hiện đây. Ok. Hiện cho nó đẹp. Đây có voi này. Ồ, bài Seng này hơi xấu ạ. Đấy, đang bảo là pan có thể xấu thì quay ra bài Seng đã xấu rồi còn đâu. 25 dân thôi nhưng mà đây là bài Seng đi đập lô. Ồ, kích đời là hơi bị lỗi. Thế thì căng anh em ơi, thế căng rồi, trận này căng nhá. Seng rơi quả những quả Seng xấu này là khó đánh lắm đấy. Em đánh kèo chấp Seng Kata bị quả Seng xấu nào là thua luôn. Seng đẹp thì may ra mới ăn được chứ Seng xấu là gãy. Thế đâm ra là Seng xấu khó đánh thật. Ui, Seng có những quả Seng như thế này nhỉ, ảo thế. Bài này còn chưa đủ đồ lên đời đâu, bây giờ phải đi đập lô lấy một đồ nữa. Ui rồi, thế thì nghiệt. Thế bài Seng này hỏng rồi anh em ạ. Thường giàu nhưng mà không phải lúc nào nó cũng giàu. Nên là những bài Seng mà nó xấu như thế này mà lại là kèo mình được chấp nữa, khó đánh. Kèo mình được chấp nữa nên là rất khó đánh đó. Trận này em nghi là gãy. Cho mình hỏi là mình tải Ala về và vào trận là bị ao ra. Vào trận bị ao ra thì anh có thể chạy file setup red, setup reg ấy, trong cái thư mục đế chế nhé. Chạy lại file đấy, chạy lại file setup red trong thư mục đế chế của Ala nhé anh ơi. Setup red.exe đấy. Chủ tịch chấp anh Seng không? Úi dồi ôi, vừa đánh ra cân phớ với anh Quang Phong còn đang hòa mà anh bảo chấp Seng. Bịp thật. Kèo anh em mình cân thôi. Hôm nào đánh lại một kèo đấu sâu sâu một tí. Nếu mà sắp xếp được thời gian là đánh quả kèo cân đấy. Em lại thích đánh kèo cân. Lại đánh với anh Quang Phong thấy cân phết. 4 trận là 2 đều. 2 đều mà anh bảo chấp Seng thì chịu rồi. Seng kích 11 rồi. Xem kích 11 thì khoai.
Có nhờ, trận này có đấy. Gặp ngay pan đấy chứ. Lừa bầy hiêu này về đi. Đây là bầy hiêu có 7 con nhưng mà được con nào thì hai con đấy. Đấy, thêm tí lực để có thể chơi với Pan trong trận đấu này. Pan của Lê Chí Linh điểm số đang rất cao, có lẽ là chạy dò rồi. Nhưng mà nãy thấy dân Pan là làng vàng ở đấy, đấy. Gần nhà gần nhau, có lẽ là tầm 10 giờ. 10 giờ sẽ là nhà của Pan. Nhưng mà trận này là ấy đấy. Trận này là nhà là à là con Pan là lên đời sớm hơn đấy. Đúng không? Khung nhà luôn anh em ạ, ruộng ra khá nhiều rồi. Ô, chưa nhảy đời. À, Pan cũng xấu. Pan vẫn lên muộn hơn trận này anh em ạ. Đây là một trận đấu kích 11 rưỡi của Seng. 11 rưỡi của Seng mà Pan vẫn lên đời sớm hơn. À, Pan vẫn lên đời muộn hơn. Đấy là Pan cũng xấu nhưng mà họ lại cơ cấu được, nên đâm ra nó lại vẫn thành đẹp. Đó. Khung nhà và chưa mất cái gì, trong khi đó con giò của Pan chọc được 3 dân của người cầm Seng rồi. Tình huống công rất ảo diệu đến từ anh Nhật Hồ. Đột biến đấy. Yeah. Có lẽ là phải cần pha đột biến như thế này mới có thể có được vâng, có được sự khác biệt trong trận đấu này. Chứ nếu như cứ đánh cơ bản thì trận này khó. Pan nó khung đét này cơ mà. Vậy 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 vâng, loại đen chứ. Nghiệt thật. Hay đấy, phân công này em đánh giá rất cao nhá. Đây một tên đột biến này, một y một v một l, chơi kiểu này thì may ra mới có được cái sự khác biệt anh em ạ, chứ cứ đánh cơ bản thì khó. Nhưng mà Lê Chí Linh thì đánh cực kỳ chắc chắn và phủ lại được con y và đâm tiếp vào đây rồi lọt. Hay vâng, Lê Chí Linh đang cố gắng vẩy e nhưng mà tên này khả năng vẫn lọt anh em ơi, vẫn lọt. Mà con phù kia thì vẫn đang chưa hồi mana, con phù thứ hai họ ra rồi kìa, họ đang cố gắng phù con lạc đà của mình. Nhưng mà chúng ta có phù đây, chúng ta sẽ phù lại. Vâng, Linh ngay lập tức giấu không được. Vâng, tên này lại phù đỏ dành cho Lê Chí Linh, dành cho idol Nhật Hồ cơ, nên là Lê Chí Linh đang gặp khó. Anh mất khá nhiều dân Pan, cơ cấu thì hay rồi nhưng vấn đề đó là bị quả công này đột biến quá. Vâng, mất rất nhiều dân Pan. Dân Pan này cực kỳ đắt anh em biết rồi. Nhưng mà Lê Chí Linh vẫn đang cố gắng thủ nhà, có vẻ thủ vẫn đang dẻo lắm anh em ạ. Con dọc đơn xin ra để xiên phù, trong khi đó thì phù thủy phù lại con lạc đà phía trong và bò được kín nhà là một lần nữa. Thế lại là vẫn đang ai à, con phù quân dân cũng được xếp rồi, tầm này không phù được lạc đà nữa đâu. Ôi rồi lọt luôn bãi gỗ kìa, cày nhờ. Thao tác của anh Quang Phong cũng khá là à, anh Trương Quang Thành cũng đang khá là nhanh đấy, chứng tỏ là anh Trương Quang Thành nếu đánh bình thường là cũng khỏe phết. Nhưng mà gặp Lê Chí Linh để đâm ra ai khỏe cũng thành yếu hết thôi. Đó. Thủ dẻo thế nhỉ, Lê Chí Linh đang thủ nhà quá dẻo anh em ạ. Vậy hè lại bò lại khung lại nhà, thủ lại phù và nhà cửa lại yên ổn, rất khó để vào. Làm Seng 24 lọt được tân đầu ăn được nhiều dân nhưng mà nó chưa đủ, bởi vì bài Seng à, bài Pan này có ruộng và Pan có ruộng thì sẽ nở lại dân nhanh thôi. Và Seng cũng bắt đầu hết lực dần rồi anh em ạ, giờ căn hoang chỉ đến mức vậy thôi, thủ được là sẽ bị hết lực, họ thậm chí còn tách được lạc đà đi quản nữa cơ, đâm ra cũng rất khó. Lọt tiếp lần nữa này nhưng mà hai lạc đà đang trở về, phù đen chứ. Tầm này phù bắt đầu đen đi chứ. Ui cẩn thận anh ơi, bình tĩnh lại nào. Rồi trận này khả năng vẫn gãy anh em ạ, nên chỉ mình thủ dẻo quá. Đen rồi, phù này khả năng đen rồi. Vâng, nó đen thật. Thôi đánh trận mới, trận này bài Seng xấu chấp nhận thua thôi. Seng phải đẹp cơ, không thì cơ bản Seng chuẩn là nó đã đẹp rồi. Thế còn bài Seng này là một trong những bài Seng hiếm đấy. Hiếm mới ra được quả Seng không lên được đời như này, sợ thật. Thành những bài này thì cầm đối đầu với Cà Tha cũng thua chứ đừng nói con Pan này.
một L, một Y và một P. Công là chuẩn bài, đánh kiểu đúng kiểu ôm bom đấy. Nhưng mà nó không đủ để có thể hạ gục được bài pan khung trong tay của Lê Chí Linh. Lê Chí Linh trận này thủ hay. Đánh với người gửi dưới thì thủ như thế thì gọi là bình thường thôi. Mình thì thấy hay chứ thực ra đối với Lê Chí Linh thì chắc cũng bình thường. Top đánh với top thì chúng ta không thấy sự khác biệt nhiều nhỉ. Cảm giác Lê Chí Linh đánh cũng giống mình, chả thấy khác gì nhiều. Thế mà nếu mà họ đánh với một người yếu hơn là thấy họ khác biệt ngay. Mới thấy là ông Lê Chí Linh cũng nhiều tay đến mức nào. Nhiều tay quá, không thể nào mà cưỡng được. Thủ nhà nhìn rất đơn giản. Trận trước thì đánh cũng nhẹ nhàng lên 4 sau giành chiến thắng thôi. Chào anh Tranh, Tranh Tường Nội Bài nhá. Tại vì bài sen này nó xấu quá, thì chúng ta phải xem thêm những trận đấu khác nữa. Chứ còn hai trận đầu thì cũng chưa thể hiện được gì nhiều. Bài sen này phải kích đến 11:30 mà anh ơi. Nên là nó không thể nào mà mình chủ động được. Vẫn đang cố gắng đâm y vào đây. Timeline ở lên 25 rồi này. Nhưng mà vãn hoang bị quản kìa. Không biết anh có để ý được không đây. Vãn hoang của anh đang bị lạc đà, nó xiên đấy. Quay lại có khi mất hết rồi. Ôi dồi ôi, đau. Ok, chào anh Tranh Tường Nội Bài. Đấm đấy. Tiếp tục có một cái hy vọng để lọt tiếp lần nữa. Nhưng mà Lê Chí Linh vẫn đang lùi lại vẻ em và cực kỳ nhẹ nhàng thủ nhà. Ngõ một rồi. Nhiều phù quá. Nhà khung đẹp mà họ thủ dễ dàng quá. Thôi không sao, hai trận đấu chưa nói trước điều gì. Và chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ ba ngày sau đây. Quay trở lại màn hình máy của Lê Chí Linh nào. Cho Linh con quân xấu đây. Cá tha rồi thì bây giờ cho Son xem nào. Xem có thắng được không nào. Đây sẽ là màn hình máy của Lê Chí Linh anh em nhé. Trong trận đấu tiếp theo. Đây là xem Lê Chí Linh có thắng được trận này không nào. Một trận đấu mà cầm một con quân khác đi. Đàn đầm này là nó chưa ra, chưa biết là ra con gì anh em ạ. Nhưng mà để xem nó sẽ ra cái gì. Đây rồi, trận đấu tiếp theo chuẩn bị được bắt đầu. 2-0 rồi, sửa luôn tỷ số đây. Cho Lê Chí Linh phấn khởi nha. Nhưng mà cảm giác anh Trương Quang Thành đánh khá khỏe. Đúng xác mà đánh cũng khỏe đấy. Nếu như game thủ Trương Quang Thành này mà đánh với em, khả năng phải chấp em tầm xiên. Chấp em xiên random. Mình thường đánh với cả các hàng dưới thì rất khỏe. Nhưng mà ngày hôm nay gặp top lại thành yếu đuối đến lạ. Nó khó anh em ạ. Đúng là núi cao nhưng mà lại có núi cao hơn. Kèo chấp xe xếp thuận ao em ơi. Kèo chấp xe đó. Càng phết. Rồi chưa thấy đánh nên tôi tua lên tí chứ nào. Đang để delay nên tranh thủ lúc các game thủ đang Lại quên không chọn quân xe. Đây rồi. Lúc các game thủ đang chờ đợi nhau, mình tua lên tiết kiệm thời gian cho anh em xem. Hit đi và gì đây. Hit đi và sen chứ còn gì nữa nhỉ. Quên, kéo chấp sen mà. Thảo nào không thấy ông Lê Chí Linh cũng soi quân. Hay là hit xem. Rồi hit thì cũng được nha. Nhưng mà hit có điểm yếu là bài xấu đấy. Trận này để xem thế nào. Cảm ơn ai đồ toán vừa ấn like video live stream này nhá. Ước được Lê Chí Linh chấp toán xem random à. Khó. Idol toán vẫn khỏe lắm. Hôm qua đánh với idol mấy trận là em cũng biết là idol vẫn khỏe. Nhưng mà chờ đợi nhá. Tí nữa kèo này xong sớm khả năng anh em xúc nốt nhỉ anh Toán ơi. Ai lại để dở chừng thế kia. Qua đang xúc bão về thế là lại phải sắp xếp.
hôm kia chứ. Thế là cố gắng xúc lại nốt đi với kèo với cả hai đồ toán được đấy, kèo ok đấy, em thấy đánh cân ra gà 3-2. Đây là màn hình máy của Lê Chí Linh anh em ạ, hít đi và xem. Còn bên kia thì vẫn là sắc Trương Quang Thành, Nhật Hồ. Anh chính là người tài trợ luôn cho kèo đấu ngày hôm nay. À, nếu anh thắng thì anh sẽ đỡ đi 3M, giành 3M đấy kèo sau. Còn nếu như hôm nay anh thua thì anh sẽ tài trợ luôn phần thưởng 3M này dành tặng cho Lê Chí Linh. Nên là Lê Chí Linh sẽ phải rất cố gắng trong ngày hôm nay đấy, để có thể nhận được phần quà này. Đây rồi, xin chào idol Thu Cúc nha. Xin chào sếp Hưng Arsenal. Hai đồ vào này kiểu gì chả có like share thêm rồi này, tuyệt vời quá. Sắp tới thì tuần sau anh em ơi, khả năng sẽ có thêm những kèo đấu của các top nữa. Em đang sắp xếp để có thể lên cho anh em dần dần, vẫn đang còn tài trợ. Đấy, nên là chúng ta sẽ cố gắng có những kèo đấu sắp tới. Có một kèo anh Quang Phong tài trợ đấy, để sắp xếp lên hình luôn trong tuần sau anh em nhé. Hôm nay là chủ nhật rồi đấy, thì sắp xếp sớm thế nào làng tránh bão à? Tầm này thì bão tan rồi, trời quang mây tạnh rồi. Hôm qua thì em cứ tưởng là mất điện đấy chứ, nhưng mà cuối cùng lại không mất điện. Tính ra tối hôm qua mà lên được quả kèo thì có khi lại hay, nhưng mà hôm qua ốm quá anh em ạ, hôm qua ốm quá không không làm gì được. Này bắt đầu thấy đỡ đỡ, bắt đầu mới lên like kèo được. Nhưng mà có lẽ là nhiều anh em bão về thì chẳng chả còn tâm trí mà để xem kèo nữa, phải tập trung mà chống bão chứ. Hit này không xấu rồi, bài hit của Lê Chí Linh có quả phụ, có hiêu, có bầy hiêu về, còn có cả hiêu phụ nữa, đẹp ấy chứ. Khiếp, mắc bình nhỉ, hay là đánh chấp xe này hay ra quân đẹp bài đẹp nhỉ, có phải như vậy không? Sao thấy bài vở ok thế? Mày vừa ok nhỉ, mày vừa đang khá là gọn gàng đấy. Yêu về lại có yêu ăn cạnh cánh rừng nữa, lại nhân đôi, quá ngon. Quả phụ thì ngay gần, bài này dò khoảng mười mấy phần trăm thôi. Rừng thì cũng đẹp, cơ cấu nó dễ dàng, đánh thẳng cung trận này rồi, dành cho Hitty. Có lẽ là như vậy. 8 phút 34 kích thì không sớm nhưng mà thế là cũng ổn rồi. Đây, bò BB luôn ở bãi vàng này cũng được. Bò rộng ra bởi vì cánh rừng nó cũng sẽ kín vào sát mép bản đồ rồi đấy. Trong đấy có thể đóng được thêm một chiếc S nữa. Vẫn ăn thêm 7 hiêu nữa cơ à? Ái tưởng là 2 hiêu với cả một quả là đủ rồi. Nhưng tới ông trận này ông ăn đến 3 hiêu, 2 quả. Thế thì lực khỏe lắm. Đúng rồi. Hôm qua là chắc ít người xem bởi vì anh em nó tập trung chống bão, với cả cũng nhiều nơi mất điện mà. Chỗ em thì không mất đâu nhưng mà những khu vực khác thì khả năng có mất điện đấy. Nên là anh em muốn theo dõi kèo nó cũng khó. Hôm nay chiều nay lên live có vẻ ổn áp đấy. Hy vọng anh em vẫn ủng hộ những lượt like và những lượt chia sẻ, theo dõi fanpage anh em nhé. Thẳng cung và kích 11 phút 12, 27 dân. 11, 12. Xe chắc chắn là lên đời sớm hơn rồi. Nhưng mà vấn đề đó là con hit này cơ cấu nó dễ. Khi mà con dò xe sang đây thì khả năng là ông cơ cấu được kín nhà rồi, kín nhà rồi, tê thủ rồi, không làm gì được. Về lâu về dài thì con cung rồi hít tí tụ vào ấy, bên xe tự thua thôi. Đã, đâm ra nó khó đấy, khoai phết nhờ. Không đơn giản một chút nào, cảm giác kèo khê thật, chấp xe nhưng mà vẫn thấy khê anh em ạ. Đây rồi,
Nên là nhiều khi anh em mà được chấp xe, anh em đừng vội thấy kèo thơm anh em nhé, cứ phải xem xét thật kỹ lưỡng. Đấy, thấy bảo người ta chấp xe mình là cứ lao vào đánh luôn là nguy hiểm đấy, cứ lao vào đánh luôn là rất nguy hiểm đấy nhá, cứ phải 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 cẩn thận, xem xét thật kỹ lưỡng xem thực sự mình có ăn được hay không rồi hãng nhận kèo. Chứ mà những cái kèo chấp xe này em cảm giác nó cũng 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 không hề thơm một chút nào, nó yêu không lệch nhiều lắm đó. Xe random giống như random vào xe thôi đúng không? Trừ khi những quả kèo kiểu như là xe random mà còn đen dân nữa cơ. Đấy. Thấy idol Nguyễn Chí Thanh ấy, chấp xe random còn đen cả dân. Sợ thật, idol giờ đánh khỏe thật. Xong có những kèo anh đồ idol cấp xe Kata đều đen hai dân. Kata đen hai dân đánh với xe vẫn thắng. Khiếp thật. Ảo giác thực sự quả những quả kèo. Rồi. Lạc đà đến nơi thì Lê Chí Linh cũng đã kịp khung hết các cơ sở. Nói chung là cũng rất gọn gàng. Đấy, ở phía ngoài còn bãi gỗ thì anh ấy bò nhỏ, còn đâu thì anh ấy khung rộng và ra ruộng trong này, kín đét. Khỏi qua nhỉ. Giờ làm nào đây? Xem bây giờ chỉ có nước là đua thôi. Nhưng mà đua thì phải chủ động anh em ạ. Đua phải chủ động từ đầu. Đấy. Cầm xe thì tốt nhất là ra ruộng từ sớm với cả là nâng cấp công nghệ sớm, kiểu như chặt gỗ, bánh xe, thậm chí nếu có lực thì nâng cả chặt gỗ hai cái kiểu mà đua. Nhưng mà phàm mà đấu với những người cửa trên ấy, mình chả tự tin mà đua đâu. Ê, mình lo lắng chứ này. Đánh nhiều khi thấy khó chứ. Nhưng mà trận đấu này anh Trương Quang Thành đang đánh hay đấy nhá. Anh đang tách được cùng đờ bắn được những bãi vào nhỏ phía ngoài. Trận này tính ra đang đánh khá hay đấy. Nhưng mà có đủ hay để hạ gục được cung hit không? Đang đi được hết cung đờ phía ngoài này. Tốt anh ơi. Thêm một chút là làm nào để thắng được trước cung hit cơ. Hit mặc dù mất quân nhưng bên kia sen cũng không thể nào mà giữ được trọn vẹn quân cả. Đấy, khi mà hít tụ được thì bắt đầu những đơn vị quân xe nó trở nên yếu đuối. Đặc biệt là lạc đà. Lạc đà cũng yếu mà cùng rờ cũng sẽ yếu hơn. Ôi anh bị bắt mất tân cùng này thì càng đấy. Và cùng rờ hít tì tụ đồng bắn đau thật. Lạc đà dụng như sim anh em ạ. Không nào mà cưỡng được anh em ơi. Càng quá. Để xem còn cửa nào dành cho idol Trương Quang Thành trong trận đấu này hay không đây. Alo, alo, test lại mic, alo, 1, 2, 3, 4, alo. Rồi, ok. Test lại, nhiều khi test lại mic cái cho nó ok hơn anh em ơi. Xin chào bạn Đỗ Văn Thanh. Văn Thanh vào chả thấy like đếch gì. Like gắt cho vẫn khởi bạn ơi. Bốn mươi tám trên 56, ok nha. Như vậy là đã có BC rồi và đã có những chiếc nhà chính mới rồi anh em ạ. Giờ thì bú thêm bãi quả nữa, thậm chí còn đang cuốc cả vàng để nâng cấp đầu máu ấy. Thậm chí là tí nữa anh ấy lừa lừa anh ấy lại lên 4 thì hay. Trận này lên 4 xem nào, không dám đánh đua lên 4 tôi xem nào. Lê Chí Linh nào, đánh cửa trên hẳn đấy xem nào, chứ không gom cung đẩy mà thắng thì chuyện bình thường. Cái đấy thì anh cũng làm được. Bây giờ ông đua ông lên 4 tôi xem và đánh hot hitty xem nào. Dành tặng anh em khán giả một trận kick 4 thật ngầu. Cảm ơn sếp Thuận AOE đã like, hay quá. Này mục tiêu 50 like rồi anh em ạ, nhẹ nhàng tình cảm. Không biết là anh em có thể giúp em đạt được hay không đây. Nhà Seng thì đã phát hiện rồi. Nhưng mà cái trận này map nó quen quen. Map Seng hit này nhìn quen quen anh em. Em nhìn lại một phát nữa xem có đúng không nào. Đúng cái map mà em đã nhớ hay không. Nhìn map này quen lắm. Ôi lọt hay này. Lê Chí Linh chủ quan anh em ơi. Một tình huống lọt khá hay đến từ game thủ Trương Quang Thành. Anh đã có được một pha lọt ảo và đã ăn được khoanh dụng chính của người cầm ít đi.
đang mải mê ra dân thì đang bị đục một tơn đau. Vâng, map này đúng là map đánh rồi anh em ạ. Map này đúng, nhìn quen là đúng thôi, bởi vì map này chính thức là map đánh rồi. Không biết anh em đang xem Mao Làng còn nhớ hay không. Ai là người nhớ được trận đấu đó sẽ được thưởng ngay 100k đến từ Sắc Trương Quang Thành. Trận đấu đã từng livestream trên Mao Làng rồi, không biết có anh em nào nhớ trận này không. Chắc chỉ có bình luận viên mới nhớ được thôi anh em ơi. Map đánh rồi. Map đấy thì còn Hitty trước còn gần thắng cơ mà. Đấy là đánh kèo cân đấy. Còn bây giờ đánh kèo chấp như thế này thì rất khó dành cho người cầm xe. Mặc dù anh vừa lọt ảo được một tơn khá hay. Mấu chốt là cũng chưa ăn được nhiều. Với cả là cái đơn vị quân của anh vào đây cũng bị bắt mất. Ông Linh bây giờ ông lại hồi lại rồi lại đến thủ thôi. Lừa lừa lên 4. Em dân nào, như vậy là bên kia 38, bên này 44, Linh vẫn đang là người hơn dân trong kèo đấu này. Vẫn hơn dân thì thôi, chắc có lẽ là cứ bình tĩnh thôi. Hitty thì thực sự là đánh càng lâu nó càng khỏe. Đã. Càng lâu nó càng khỏe, chứ không phải là như kiểu Kata hết vàng nó sẽ yếu, phải đánh sớm. Còn như Hitty thì đánh thoải mái thôi, cung rờ Hitty mà lên được 4 chẳng hạn, đánh cung rờ lửa thôi là đã vá đạo bản đồ rồi, chưa cần thiết phải lòng ngoằng. Nên là có lẽ Lê Sĩ Linh cũng không cần vội đâu. Soi tham thì dân của mình đang nhiều hơn nữa à, nhưng mà dân nhiều hơn thì chứng tỏ quân đang ít hơn nhá. Linh có những tình huống thủ nhà cũng phải dèo dèo một tí đấy. Đấy, nói chung thủ nhà cũng phải dèo cơ, chứ cũng không đơn giản đâu. Đấy à, đục tơn hay nhá. Vâng, đang đánh vào dân của Hitty, bởi vì anh biết rằng đấu quân tơn này mình sẽ bất lợi hơn và đang cố gắng móc vào dân của Hit để cho Hit yếu đi. Hay, và tiếp tục dồn thêm tơn quân nữa. Phát hiện ra Hitty đông dân hơn mình nên là đội Trương Quang Thành đang dí khá rát trong tình huống này. Tơn này hay thực sự anh em ơi, không biết là anh có thể có một tình huống gì chết được Hitty trận này không. Nghĩ được Hitty trận này thì quá đẳng cấp. Thắng trận này thì tự nhiên kèo đấu sáng như trăng rằm. Nhưng mà để xem thử tên này có dí được không, hay Lê Chí Linh lại có một cái siêu phẩm thủ nhà nữa. Anh lại thủ được, anh lại cơ cấu lại ruộng và lại hồi lại thì lại căng. Nhìn thủ nó chưa phải là vội vàng anh em ạ. Đánh vẫn đang rất bình tĩnh, từ từ thôi đấy. Đánh chưa có gì vội vàng cả. Cảm giác rằng Lê Chí Linh vẫn đang nắm trận đấu này trong tay. Rất bình tĩnh đến từ Lê Chí Linh. Tham Lai cân lại luôn sau tình huống đấu quân vừa rồi. Đánh xong cái tơn đấy Tham Linh đè lên đấy ạ. À, thật. Vào ăn được dân nhưng mà mất quân anh em ạ. Thế nó bị ảo chứ. Và bây giờ với cái lượng nhà chính như thế này thì Lê Chí Linh sẽ nở lại dân nhanh thôi. Một lúc nữa thì vừa quân đông hơn và dân cũng đông hơn nốt. Cùng hit full công nghệ nó khỏe lắm. Vẫn không đây. Hay, trận này Lê Chí Linh đang đánh kiểu gây dây anh em ạ. Một nạn đấy. Nhưng mà đánh kiểu đấy là được đấy. Nhưng mà không biết là có lên được 4 không. Ông mà lên được 4 thì tôi mới nể. Chứ không lên được 4 thì cũng bình thường đó. Không lên được 4 trận này thì cũng phình phường. Bây giờ dí thì khả năng xe không đỡ được đâu. Nhưng mà Lê Chí Linh có dí hay không, chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem. Vẫn chỉ là 38 dân thôi. Cái này 4x dân. Tham hit đang đè lên. Trận này phải có lời khen dành cho người cầm sen. Đó là những cái tình huống lọt ảo khá hay. Những tình huống anh dí quân lên cũng khiến cho Lê Chí Linh gọi là toát mồ hôi hột đấy. Đây này. Biết là trận này sẽ khó đấy, nhưng mà cảm giác rằng anh cũng đang gây cho Lê Chí Linh rất nhiều sự khó khăn. Và có những thời điểm tưởng chừng anh đã thắng rồi. Cảm giác là như vậy đó chứ.
Turn F3 nhẹ, tham đè mạnh quá rồi. Tham càng đánh càng đè anh em ạ. Khó nhờ. Khó đấy. Tham này chính thức khó rồi. Tỷ số khả năng cao sẽ là 3-0 khi ông về game thủ Lê Chí Linh trong kèo siêng ngân đầm này. Với phần thưởng 3M khả năng Linh cũng đánh ác thế. Phần thưởng lớn nó rank khác hẳn anh em ạ. Bắt đầu giống Sen Long rồi đấy. Phong cách đánh giống Sen Long phết rồi đấy. Map này lúc đầu em tưởng là đánh rồi quá ra lại. Không không phải anh em ạ. Không phải. Không phải trận đó. Bị bắt mất tân quần nhá. À, xem nào. Chép nhỉ, còn có thì có Kenny dự đoán đường đi quân này chịu gió. Tham lại 8x rồi anh em ạ. Tham mắc binh và bây giờ thì nở lại quân thôi. Có lẽ là xe giờ cũng chả công nổi nữa. Nên là Linh cũng rất bình tĩnh thôi, đang xử lý rất nhẹ nhàng tình cảm. Cuộc tiền vàng đấy. Không cuộc tiền vàng. Khó nhỉ, càng đánh càng thấy khó anh em ạ. Ngày hôm nay có khi Linh định quân ông Linh mà đẹp ông lại đấm cho ít không thì mệt lắm. Càng đánh càng thấy khó chứ. Lúc đầu vào kèo thì cứ tưởng là dễ ăn nhưng mà không. 3 trận rồi đang không gượng được anh em ơi. Nhưng phải nói thật là đồ Trương Quang Thành nếu như mà đánh với kiểu top gà gà như em thì rất khỏe. Đấy, nhưng mà lại gặp ngay Lê Chí Linh lại cảm giác yếu đuối đến lạ. Chơi đế chế này nó cũng mênh mông lắm nhỉ. Nhiều nhiều gọi là trình độ khác nhau. Nghe nói Nguyễn Chí Thanh khỏe lắm mà Bình Luận Viên chắc phải hơn anh một trình. Anh Thanh cảm giác rát anh ạ. Khỏe, khỏe đấy. Idol Nguyễn Chí Thanh bây giờ khỏe. Ngày xưa thì thời anh Toán đang đỉnh cao ấy. Cách đây mấy năm thì anh Thanh không có cửa với anh Toán đâu. Nhưng mà anh sau mấy năm Idol Thanh tu luyện trong khi Idol Toán lại phải đi dưỡng thương. Thì bây giờ có lẽ cái cán cân nó đã thay đổi rồi. Em đoán là như vậy. Chứ ngày xưa anh Thanh cũng có lẽ là hơn em không không quá nhiều. Bây giờ thực sự là khác biệt hẳn rồi. Khỏe, đánh như top luôn mà. Mấy lần đánh Siêng Kata khó thật. Đây rồi. Tần dứt điểm đến từ Lê Chí Linh rồi. Lê Chí Linh đang muốn tiết kiệm thời gian kèo đấu này. Trèo dốc vào ô 3. Dứt điểm trận đấu này thôi. Không lên 4 nữa. Thôi thì cũng được. Nâng tỷ số lên thành là 3-0. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục thi đấu. Bởi vì kèo đấu chạm 7 cơ mà. Nên là thôi tiết kiệm thời gian được em ơi. Tiết kiệm thời gian đi. Những trận đấu này đang thắng được thì cố gắng thắng tí nữa mà dây quần mài đen có khi bị bật đấy. Không đơn giản đâu nhá. Gõ một rồi, đến từ Idol Nhật Hồ và tỷ số được nâng lên là 3-0. Khỏe nhờ, ai dạ. Càng quá. Rồi quay lại máy anh Trương Quang Thành để cổ vũ cho anh em ơi. Cổ vũ cho anh bật nào. Lê Chí Linh thắng nhiều quá rồi đấy. Bật anh ơi. Để Chí Linh nó tắc oái này không được rồi. Bật 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 bật. Khó phết nhỉ. Khó nhưng mà không phải là không có cửa. Cố lên. Quan trọng là phải bình tĩnh anh em. Đánh với giờ xây tốt này em thấy cái bí quyết quan trọng nhất để thắng là mình phải bình tĩnh. Mình đã người có ưu thế rồi. Ngay từ khâu chọn quân rồi. Nhưng mấu chốt là nhiều khi vội quá, nhiều khi cửa dưới đâm ra tâm lý nó không được thực sự ổn định so với cái người cửa trên. Người cửa trên người ta đánh nhẹ nhàng lắm. Xin chào anh Khánh Trần nha.
Kèo chống bão cho Lê Chí Linh à? Đúng là kèo chống bão Lê Chí Linh. Hôm qua thấy bảo là bay mất cái mái tôn, hôm nay đang cố gỡ lại cái mái tôn cho gia đình cái. Qua Linh quên mất không trèo lên mái nhà để ghi tên với số điện thoại của mình rồi đi nhặt lại. Này cố gỡ cái mái tôn. Nên là đánh rất khỏe, rất cố gắng anh em ạ. Rồi trận tiếp theo xem nào. Để xem ông thắng được đến bao bao giờ. Kèo này mà xong sớm có khi ai đồ toán vào việc luôn anh nhỉ. Anh em mình vào việc luôn cho nó xong kèo đi, thì còn sắp xếp kèo khác để nó dây dưa quá. Đâu rồi, Linh không vào nữa à? Vào việc đi em. Nhưng mà anh em tranh thủ lúc các cầu thủ đang nghỉ giải lao thì mọi người cũng đừng quên ấn nút turn like anh em nhé, cho nó phấn khởi để chúng ta có thể vào xem kèo cho được mắc pinh hơn. Linh cũng không vào nữa anh em ạ, cay thật. Delay nãy giờ tua hết rồi còn đâu nữa. Mọi người chờ em chút em xem có tua được lên tí nào nữa không mọi người nhé. Delay được một lúc cái tua hết rồi còn đâu nữa. Bây giờ đã thành là trực tiếp rồi. Nên là phải chờ tí thôi anh em ơi. Anh em mình chờ tí cũng được, không sao cả. Chắc là Linh sợ rằng kèo đấu này xong nhanh quá rồi. À rồi, biết lý do rồi. Lý do vì sao anh Trương Quang Thành anh thua rồi. Trong 3 trận đầu đó là anh ấy đang bị đói. Thế là anh không bảo sớm này. Xin 5-10 phút để ăn gói mì tôm. Xong vào đánh tiếp. Vừa gọi lon bò húc anh em ạ, quyết định là nạp thẳng đường vào máu luôn chứ không không qua khâu nhai với cả tiêu hóa nữa. Làm lon bò húc rồi, bây giờ ngon lành rồi đó. Chờ đợi tí. Vào việc đi anh ơi. Lâu thế. Kiếp nhỉ, quả phần thưởng 3M này cũng áp lực chứ nhỉ. Kèo to thật. Kèo to nên nhiều khi đánh bị tâm lý, nhưng mà ngày hôm nay chưa thấy Lê Chí Linh tâm lý tí nào, cảm giác không còn đánh khỏe như bình thường nữa, sợ thật. Chắc là ông Linh không đánh mấy kèo này quen rồi, mấy kèo này được chấp à, mấy kèo đi chấp này quen rồi anh em ạ, nên bây giờ nó vững lắm à. Mấy lúc đầu chắc cũng cũng hơi tê một tí nhưng mà đánh nhiều đâm ra nó quen. À việc đây. Rồi, hơi lâu quá. Rồi, lại vào việc anh em ơi. Xem đây rồi. Bên kia Lê Chí Linh là gì đây? Roman. À, Roman vẫn là quân tuyển. Hôm nay quân bài cũng đẹp nhỉ. Bài Lê Chí Linh cũng đẹp. Chào bạn Đỗ Văn Thanh nhá. Em xúc với anh Toán kèo Sen Kata anh ạ. Sen Kata em đang dẫn 3-2 rồi. Kèo chạm 5 thì đã đánh nốt là xong. Chào sếp Lâm Quảng, chào sếp Văn Huy. Già Táp Hương à. Chào sếp Minh Đình nhá.
Làm thế nào để làm được kèo thách đấu như thế này? Anh sẽ liên hệ trực tiếp với cả game thủ trong top 15 của ao làng anh nhé. Anh muốn thách đấu ai thì anh có thể liên hệ trực tiếp trong top 15 ao làng. Trao thưởng cho người thắng. Trao thưởng cho người thắng. Sau đó thì sẽ thông báo qua ao làng qua em để em có thể sắp xếp quay phát bình luận. Đấy, ao làng thì quay phát bình luận kèo hoàn toàn miễn phí nhé anh em ơi. Không 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 những kèo đấu tách đấu top đầu trong top 15 của bảng xếp hạng ao làng là được. Đấy, và thi đấu qua Ala Play là được anh em ạ. Thi đấu qua Ala Play để anh em có thể triển khai Bắc Bình. Ui rồi ôi đây rồi, như vậy là đã có cho mình được một đôi voi nữa với cả là một bầy hươu, một bãi quả phụ. Bài sen ok rồi đấy. Đối đầu với Roman thì có khả năng là ta công sớm thôi, đừng dây dưa với con Roman. Hay ép ít dân 25 dân thôi nhỉ. Sau đó là một lời chuyển cũng được sớm, công sớm. Được đấy nhờ, chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem. Một lời chuyển cung rửa sớm ra đó là công gắt. Đừng có dây dưa với Roman, Roman nó rất khỏe về lâu về dài. Phát triển Roman so với Sen chắc chả thua đâu. Đâm ra là đánh sớm được thì tốt, tận dụng cái thời thế ép đầu. Nhưng mà nói thật là mấy ông top cũng cùng Roman ông ép như Sen ấy. Sợ lắm. Chỉ hy vọng một cái bài đấu mà nó không thực sự đẹp, quả đầu nó xa chẳng hạn, hoặc nó xấu lại gỗ đầu xa chẳng hạn, là khả năng con rôm ép lỗi đâu đó 10 15 20 giây là ta cũng tận dụng cái mút rồi. Bài sen đánh ít dân tí không sớm thôi, trận này mà dây dưa đua thì mệt lắm, đua với xe đua với pa rôm thì đau đầu, nên là cứ phải cố gắng tận dụng từng trận đấu một chắt chiu trong kèo đấu ngày hôm nay của chúng ta. Ai đồ toán vào đánh kèo này với Lê Chí Linh thì chắc chắn Lê Chí Linh không dám nhận đâu. Kể cả có treo thưởng cao thì Lê Chí Linh cũng không dám nhận đâu. Nhưng mà nói thật, nếu mà đánh kiểu mà thua lại không mất gì, thắng lại được phần quà thì cứ đánh nhỉ, tội gì đâu. Biết là kèo khó nhưng mà thôi cứ đánh thử đi. Ví dụ như ai đồ toán chấp em kèo Sen Kata chẳng hạn. Em biết kèo khoai nhưng mà idol treo thưởng nên là em phải cố thôi. Mình cố mình đánh, biết là khoai. Chính ra mà đánh kèo sen chấp này cứ đánh nhiều dân nâng chặt gỗ lên đánh phát triển rồi tụ quân ốp à. Đó cũng có lẽ là một cách đánh mà có thể áp dụng được đấy. Nhưng mà điều kiện là đối phương phải vào cái quân bình thường cơ. Như kiểu Sen Kata là em nghĩ là cách đánh đấy áp dụng được. Đây mở cạnh BB rồi, đang bắt đầu cơ cấu dành cho anh Trương Quang Thanh. Đây là trận thiếu thứ tư rồi, nên là nói chung vẫn phải chắt chiu thôi. Nếu mà thua tiếp thì sợ rằng kèo nó sâu quá, nó gượng lại không được nữa. Anh Trương Quang Thành thì chấp kèo này thì có lẽ là anh cũng không đặt nặng thắng thua đâu. Nhưng mà khi mà bước vào một kèo đấu thì ai cũng cũng sẽ là một người muốn thắng anh em ạ. Đặc biệt là có livestream các kiểu anh em theo dõi như thế này thì tất nhiên là sẽ muốn có được chiến thắng, hoặc là nếu có thua thì cũng phải thua thật đẹp mắt. Chứ kiểu thua kiểu bạc nhược thì cũng không ai muốn đâu. Nên là có lẽ anh vẫn sẽ rất chắt chiu và cố gắng đấy. Không đơn giản đâu nha. Để Chí Linh có đừng có từng coi thường tôi. Cẩn thận đấy. Kèo này em đánh thì cần á. Chào người em quyết đen nhá. Cái đen hôm trước không thể gạ lại anh kèo xem cho son nữa nhỉ. Khả năng sắp tới quyết phải nâng lên là thành Sen Kata rồi em ạ. Chứ xem cho son anh thấy hơi hơi sâu. Gặp anh là mệt phết đấy. Không đơn giản đâu.
không thấy quyết gạ nữa, chắc là quyết biết người biết ta rồi, biết vâng biết phân biết thận à, biết thân biết phận rồi. Đây rồi, đây là nhà của người cầm rôm, thịt vài dân cái đã, lấy lợi thế. Một p đóng rất chắc chắn, làm 4 dân, con giò công giáp thì chắc chắn sẽ mút được 4 dân này. Sau đó về đua, đứng thủ luôn. Nếu mà đủ tự tin, nếu đủ tự tin thì ăn trong 4 dân này, rồi đi dò tiếp, đồng gặp được dân nào thì mút nốt, rồi về thủ. Lạc đà đừng đi. Đấy, nếu mà đánh kiểu tự tin là phải đánh kiểu đấy anh em ạ. Chứ bây giờ lạc đà đi, ví dụ con giò đến, họ lại thịt lại dân mình thì lại thành hòa. Mình đứng lạc đà mình thủ luôn, cho mình đua. Mình đã tận dụng được lợi thế 4 dân rồi mà. Đấy, thủ con giò này này. Chuẩn luôn, anh Trương Quang Thành đã áp dụng chiến thuật, em nghĩ là hợp lý đấy. Mút được 4 dân về đứng thủ thôi, gãi ra. Xem mà. Nhưng mà đáng tiếc đây lại là Roman chứ. À, lại được 2 dân nữa. Là được 6 dân tất cả nha. Đáng tiếc là Roman anh ạ. Roman kể cả mà đua với Roman nhiều khi bị hơi lên. Đua Roman nhiều khi hơi đen. Khung rồi, nhà Roman chính thức khung. Nhưng mà nhà Sen cũng đang mất có 1 dân thôi. Trong khi Roman là mất 6 dân. Tỷ số đang là dương 5 nghiêng về idol Trương Quang Thanh. Chào anh Nguyễn Văn Phong. 1L1P lên cung A. Đúng rồi, quá hợp lý. Chào sếp Phạm Bá Tiến nhé, trận sau nhé sếp ơi. Trận sau sẽ chuyển sang máy Lê Chí Linh nhé. Anh em bổ một tân like, anh em mới vào đừng quên bổ một tân like ủng hộ kèo đấu này anh em nhé. Kèo ngày hôm nay mục tiêu 50 like nhưng chưa được, nên là hy vọng anh em sẽ cổ vũ những cái tân like cho nó phấn khởi. Rồi chúng ta sẽ theo dõi kèo đấu, bởi vì kèo đang rất là hay đấy. Trận này đặc biệt là rất hay đây này. Chặt gỗ 2 nâng cấp xong rồi này. Chủ động đánh thủ luôn sau khi đã mút được 6 dân. Quá hợp lý chứ còn gì nữa. Sọc của người cầm rôm đến, nhưng mà bên này đã có lạc đà thủ rồi. Không mất dân được đâu. Đúng rồi, cơ cấu rất bình tĩnh thôi anh ơi. Rất bình tĩnh thôi, họ bình tĩnh mình cũng phải bình tĩnh. Địch bất động người ta bất động. Đấy, đua đi, ông có dám đua với tôi không? Tách cung rồi đi bắn phù, em nghĩ là không cần thiết tuần này, bởi vì là thực ra bắn được phù mình cũng không làm gì nữa. Mà mình lại mất tay, cái tay đấy mình tập trung mình phát triển thì có khi nó ngon lành hơn. Làm cái BC trong làm cái nhà chính mới mà ngồi mà sóc giật. Sau đó khả năng lên cung A thì nó hợp lý hơn. Cung được kẹp lạc đà có đánh được không nhỉ? Cung được kẹp lạc đà. Được, về chất quân thì tuyển hơn. Nhưng mà đánh kẹp chớp này cảm giác rằng cung được kẹp lạc đà nó vẫn cảm thấy yếu yếu. Cung A hẳn cho nó khỏe. Nên mà nếu đánh cung A thì chúng ta sẽ có một cái điểm yếu, đó là nó không cơ động. Nó sẽ chậm. Và nếu mình đẩy họ chậm ấy, sợ rằng con rôm sẽ lên 4 đánh đạp đôi. Đấy, nên là đội Trương Quang Thành anh đang muốn có một tình huống là đẩy sớm sau khi đã tụ được đông quân rồi. Không chuyển cung A nữa. Đấy, mình mà chuyển cung A là ông rôm cũng lên 4 đấy. Móc móc rồi, lại bắt đầu chơi bài móc móc rồi. Móc móc mỗi lần cấu vài dân này là cũng lợi thế phết à. Nhưng mà Xiang đang có một tình huống đi tất tay quân và sẽ công đúng vào mặt điểm yếu của Roman. Tên này khả năng khó đỡ này. Em nghĩ đây sẽ là trận đấu đầu tiên của anh Nhật Hồ. Sau tấn công này Lê Chí Linh sẽ không đỡ được đâu. Lọt là thắng. Ở nhà cố gắng thủ nốt mấy con sọc đơn nữa là ngon. Đúng rồi, một tấn công hay. Đấy, không phải đánh như thế này anh em ạ. Ba trận trước chỉ là vâng chưa vào tay thôi. Tầm này vào tay của tay là biết mặt nhau ngay. Mà 4 cột phù anh em cũng căng tần này. Nhưng mà tần này đang ăn được rất nhiều dân và phù đang có vẻ đen. Này, ở nhà kia anh, ở nhà kia. Ở nhà để ý một tên. Cẩn thận là họ móc vào đấy. Rồi, đúng không? Sọc đơn đồng phết rồi nhỉ. Nhưng mà tấn công này thì Rome cũng chết nhiều dân, đau đấy. Màn cũng rất đau tần này. Nhưng mà nói thật là Sen cũng đang mất nhiều dân. Hay. Trận đấu đầu tiên dành cho anh Trương Quang Thanh trong kèo đấu Xiên Random này. Đấy, áp dụng đúng chiến thuật là thắng anh em ạ. Cứ sọc khoảng được 4-5 dân xong về gãi ra đua.
Đấy, nó phải vậy, chuẩn đấy, hợp lý hợp lý. 1-3 dành cho anh, có chạm rồi. Bây giờ tự tin sẽ quay trở lại và sẽ thể hiện tốt hơn, và theo yêu cầu khán giả thì trận đấu tiếp theo chúng ta sẽ quay trở lại với màn hình máy của Lê Chí Linh. Đây rồi, đây sẽ là màn hình máy của Lê Chí Linh trong trận đấu tiếp theo, xem Linh sẽ được cầm quân gì, xem Lê Chí Linh cũng có cái hay, xem ông này ông chấp tốt kiểu gì, à ông chấp kèo xiên ra đồng kiểu gì, mình về mình học coi. Nhiều khi mình đi chấp nhận lại những cái con hàng yếu hơn đánh cho nó hay. Egip, ui toàn ra quân đẹp nhỉ, Egip lại quân tuyển đó. Egip phải đánh với xiên thì không cần phải đến công mà chỉ cần đánh thủ thôi, nhưng mà nếu như xiên có thể lên được đời sớm, áp dụng được một cái bài đấu nó hợp lý. Thì sẽ như trận trước ấy, thì sẽ vẫn còn nguyên cơ hội. Đấy, cứ lên sớm chọc con giò công giáp đã rồi về gãi ra, trời thế là hợp lý rồi. Rồi, quay trở lại với trận đấu này thôi. Alo, alo, đây rồi anh em ơi. Quay lại với sân thi đấu này thì Egip đang có một cái bài đấu nó đang loằng ngoằng đấy. Hiểu rằng đây có phải là cơ hội để cho hai đội Trương Quang Thành anh sẽ có được cái trận đấu tiếp theo hay không? Tỷ số đang là 1-3 rồi. Trận này thì sẽ là Egyptian. 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 Nhưng mà bài Egypt không phải là đẹp. Đấy, mấu chốt là như vậy. Nhiều khi mà cái bài Egypt xấu này này, mình cầm xiang mình đánh còn dễ hơn là bài Katha đẹp anh em ạ. Katha đẹp nó chỉ cần ép đời tốt thôi nó sẽ tự tin đua với cả con xiang luôn. Nhưng mà nếu Egypt xấu mình lại áp dụng đúng chiến thuật lúc nãy, đó là lên sọc 4 dân xong về. Cứ thế mà chơi thôi thì là có khi là dễ đánh. Đua, đánh đua xong rồi châu quân lên, tụ quân và dí. Bài Egypt này là tính ra là không đẹp đâu, nhưng mà Lê Chí Linh có một tình huống khắc phục được cái bài xấu hay. Một tình huống lùa hiêu cực kỳ xa về, 7 con hiêu nằm hết tại nhà chính kìa. Hiêu xa đấy chứ, mà nó ở trên dốc xuống. Lùi hiêu hay thật, nhanh thế. Ông cũng khắc được phục được bài xấu ấy, từ cái bài xấu lại thành bài đẹp ấy anh em ạ. Bây giờ lừa tìm thêm được một đồ ăn nữa chứ biết thế nào đâu. Quả cũng xấu này, quả phụ cũng xấu và chưa thấy đồ ăn thứ tư nhá. Ra đây rồi. Vậy lại thêm bãi quả phụ nữa. Đấy, từ xấu thành đẹp đó. Đó là đẳng cấp của top và đó là cái điều mà một game thủ top phải làm được. Trong những kèo chấp như thế này, đợi, ông top ông phải biết cách phục bài xấu, bởi vì gặp xeng nó ép đời tốt thì những cái con quân bình thường random mà mình cũng phải cố gắng khắc phục để mình ép đời cũng đừng chênh lệch quá nhiều. Muộn hơn thì là khá chắc rồi, nhưng mà đừng để chênh lệch nhiều quá. Quả này khắc phục như này thì ép đời vẫn là sớm anh em ạ, không muộn đâu. 8 phút 27, cuối 10 trận này. Bốn mốt like rồi, từ
giờ cuối kèo hy vọng anh em bổ thêm 9 quả nữa được 50 like trong kèo đấu chiều ngày hôm nay. Đánh kèo chiều này thường thì sẽ không được mắc binh bằng kèo tối được anh em ạ. Nhưng mà thôi, hôm nay các game thủ rảnh buổi chiều thôi. Đấy. Hôm nay không phải là kèo của hai cao thủ hai top mà là một kèo thách thức top đầu, một xác nữa. Anh ấy thì anh chỉ rảnh được chiều chủ nhật thôi, còn đâu những ngày thường thì anh phải đi làm. Đấy, làm ra là sắp xếp những kèo đấu nó thời gian nó khó khăn. Tối thì mắc binh nhưng mà thôi chiều thì cũng được. Không sao cả. Ui, nhà khung đét nhỉ. Ái da, thằng cung không? Thằng cung như còn gì nữa. BM đây rồi, đẹp quá mình ơi. Làm thêm một dân nữa không? Không, như vậy lực hơi yếu thôi này. Vẫn cộng dân. Lực hơi yếu nhưng vẫn cộng dân anh em ạ. Kín rồi, nhà cơ cấu rất mắc bình. Đẹp quá nhỉ. Thêm một S ở đây nữa và dùng để bo nhà luôn không? Không, như vậy sẽ phải đóng hai em. Xem dò ra rộng ra xem nào, xem có kín không. Một, ôi kín rồi, kín rồi. Đẹp thế nhỉ. Bảy zip này đẹp thật. Đây chỗ này tí nữa đầm cái luôn cái BC lên đời xong đóng luôn BC tự tin đua luôn không? Tôi đố không dám làm kiểu đấy đấy. Ôi, bài xe 24 dân. Thế thì bo nhà kín trước đi, bo nhà kín hết đi. Bài xe đánh kiểu ép ít dân này thì có khi đây chính linh càng thích. Thì chính linh nhìn thấy 24 dân đang sướng. Bởi vì bài này Egypt khung quá. Xe ít dân mà không công được sớm thì thôi, không lọt được cái nhà này thì khoai, trừ khi là anh ấy phải chuyển được cung sớm và phải công bay được cái hốc này của Egypt cơ. Chứ cái nhà Egypt đẹp quá, ra được cả ruộng này thì khoai quá nhờ. Linh thậm chí bỏ luôn bãi quả, kéo dân về cho nó chắc. Chấp nhận mất một dân phía ngoài và chấp nhận không ăn bãi quả đó để có thể vâng giữ được dân. Quan trọng là mình giữ được dân, chứ còn cái bài này hốc trong này có ruộng thì tội gì phải cố gắng ăn quả phía ngoài làm gì. Đấy, lực nó đẹp như thế này cơ mà. Đấy, bài xe này không công bây giờ có khi phải đi công ca anh em ạ. Hoặc là chuyển cung giờ thật sớm thì mới công được cái hốc này của người cầm Egypt. Chứ nếu như mà vâng cứ đánh cơ bản thì khó vào đấy. Egypt có tân cung đầu luôn đây này. Khiếp thật, bên kia xe chứ chắc đã có cung mà bên này đã có cung rồi đây. Khó nhỉ, rất tự tin luôn anh em. Anh em có thể thấy tân sử dụng này hơi nguy hiểm nhá. Tân sử dụng này hơi nguy hiểm dành cho Lê Chí Linh, bởi vì nếu nó đít thì xử thua. Có tân cung đầu 4 con rồi, khó quá mình ơi. Cung Egypt đấy nhá, giáp 2 rồi nhá. Bên kia nên nhớ bài chỉ có 24 dân thôi, đâm ra là nếu mà không lọt được sẽ tự thua. Nhưng mà tên này đang công hay nhá. À, ông giáp thật anh em ạ. Và cái thủ trưởng quan hành anh công đang công cực kỳ giáp. Hay đây. Nhìn thấy anh đục luôn. Đây Chí Linh đang chưa có tân cung giờ thứ hai. Hai cung nở ra đã xử lý và đây là tân cung thứ hai của người cầm Egypt. Nhưng mà nói thật là vâng nhà cửa phía trong anh đang bo được cơ. Đâm ra tên này vừa hay rồi nhưng phải hay nữa thì mới thắng được. Hai phải hay hai lần cơ, hay một lần chưa được đâu. Anh em mới biết là đánh một cái kèo chấp như thế này mà người cầm xiang phải đánh thật hay thì mới thắng được đấy. Chứ đừng nói cứ bảo là cầm xiang là ngon lành là thắng được đâu. Phải cố đấy. Trận này em nghĩ là hay rồi nhưng mà chưa chắc thắng được đâu. Nhưng mà Egypt vẫn đang nở cung là siêu đều. Họ vẫn đang có thể thủ nhà một cách rất dẻo đến từ Lê Chí Linh. Công tơ này là lọt là tốt rồi đây này. Nhưng mà bây giờ phải tìm cách để đánh vào cái lực của họ, đặc biệt là cái lực thịt. Lực gỗ cũng được, nói chung đánh vào dân. Đừng để cho Egypt nở được cung đều. Nhưng mà anh em thấy là cái lực của Egypt kìa, 300 thịt và 500 gỗ. Nâng được cái giáp 2 rồi. Thậm chí bây giờ có thể nâng luôn cái chặt gỗ 2 lên. Giáp 4 thì không có vàng nhưng mà chặt gỗ 2 thì có thể nâng được. Nhưng có lẽ Lê Chí Linh sẽ không mạo hiểm nâng chặt gỗ 2 đâu. Anh ấy đang để sóc cung đều đã. Lực đấy để sóc cung đều. Ông được tạm giác thủ được nhà một cách chắc chắn rồi, bắt đầu lúc đấy mới nâng cấp chặt gỗ 2 sau. Rất cẩn thận, rất chi tiết. Và đánh như thế này thì rất khó dành cho xe.
khả năng sẽ là 4-1 anh em ạ. Bài zip này đẹp quá. Bài zip này không, bài zip này tính ra không quá đẹp, nhưng mà ông Linh ông lùa được cái bầy hươu kia về kìa. Đó là mấu chốt của trận đấu này. Lùi hươu xa phát là tự nhiên thành ngon lên đời, không muộn là ngon ngay. Dễ đánh hẳn. Ôi chỗ này có kín không? Ôi giời ơi, đẹp quá mình ơi. Làm lại chính thức cần trở lại và cân là xong rồi. Chiếc cái hốc với bất tử nha. Lúc mà chỉ có nước công được sớm vào thì ngon, chứ còn không công được tự khắc thua anh em. Cung cái zip thì nó mạnh, đâm ra nó chả sợ rằng xe đua với mình đâu. Xe đua thì có thể khỏe hơn về lượng dân, quân có thể đông hơn, nhưng mà khi một khi tôi đã tụ được cung cái zip đông được cái đầu máu thì dí một tên khả năng xe chả đỡ nổi. Nên là Lê Chí Linh đang nhất thong dong, và người vội trong trận đấu này phải là người cầm xe anh em ạ. Người cầm xe mới là người vội. Đấy, phải công cho bằng được. Ông Linh còn để cho vào đây này. Không công được là tự khắc thua. Bài này xem còn đánh ít dân nữa chứ. Khoai rồi, trận này khoai rồi anh em ơi. Đến đây là xong rồi đấy nha. Khả năng là 4-1 rồi. Chào idol Thiên Ma nhá anh ơi. Lâu lắm về đấy anh Thiên Ma quay trở lại theo dõi đi chế đấy. Đội này có chấp anh Siêng được không? Có chấp ai đầu tiên Ma Siêng thì khoai lắm. Cứ thấy kiểu chấp phát là anh em lại xuất hiện nhiều để có thể gạ những con hàng tốt vào chấp xem có ăn được mình không. Đúng rồi, bây giờ kiểu trình độ nó đánh cân nó khó thì bây giờ mình phải đến những kèo chấp thôi anh em ạ. Bây giờ đánh cân nó khó thì phải đánh những kèo chấp thôi, chứ còn hôm nay bảo anh Thiên Ma đánh cân với đội Lê Chí Linh thì nó khoai quá. Nếu đánh kèo chấp thì anh mút được hết. Hợp lý đấy. Bây giờ chúng ta phải đi đến những kèo chấp thôi anh em, để cho được những cái kèo cân. Ví dụ như idol toán đánh với em mà vẫn còn đánh được cơ mà. Bởi vì idol toán chấp những quả kèo thực sự nhân đạo, như là Sen Kata. Anh Thiên Ma có tự tin chấp em Sen Kata không? Anh toán anh chấp được em Sen Kata đấy. Đùa được đâu. Ui cháy ruộng kìa. Mình tính lại một tên em ơi. Cảm giác rằng bây giờ Sen tự nhiên thấy nở quân đều phết nhỉ. Hay là anh ấy đã cơ cấu được một lượng ruộng ok rồi ta. Cảm giác nãy giờ là quân dồn lên đều phết rồi. Ua móc máy hay này. Lạc đà đi đường nào nhỉ? Cứ hai lạc đà vào. Linh cũng chưa biết là lạc đà đi đường nào luôn. Móc máy hay nhá. Được. Tìm xem nào, xem có cái khe hở nào không. Hoặc là đây là hai con lạc đà nó vào từ đầu, nó nấp ở đâu đấy, sau đó bây giờ nó mới lao ra. Chứ ồ, chỗ cái cánh rừng thông kia bố kìa. Ở rồi kìa. Đấy, chỗ đấy chặt gỗ vào sao ấy. À, đóng được cái lở ở đây anh em ạ. Tham đề dành cho người cầm xiang, bởi vì có một tình huống móc máy hay. Ok nhá, trận này chưa biết thế nào. Mà xiang đang có được hiếu thượng dân nhiều hơn so với Egypt trận đấu này. Tự nhiên thấy Lê Chí Linh bắt đầu gặp khó. Trận này mà anh Trương Quang Thằng mà thắng được ấy thì quá hay luôn anh em ạ. Thật sự là như vậy, bởi vì là trận này sau khi thủ nhà thành công thì chúng ta thấy là khó hẳn cho Siêng rồi. Nhưng tự nhiên anh đóng được quả lờ đây, nó hay quá. Sao nhét dân được vào đây lúc nào nhỉ? Dân lại vào đây đóng được lờ trong này. Móc máy một tờ tơn đơn giản thôi, tự nhiên tao lại đè ngược ngay. Bây giờ đến lượt mà Lê Chí Linh phải thể hiện bản lĩnh đây này. Đây này, đến lượt lúc mà Lê Chí Linh cần thể hiện bản lĩnh đây này. Xem nào, xem tuần này xem là Lê Chí Linh có gượng lại được không nào. Em nghĩ là nếu mà bình tĩnh thì vẫn xử lý được thôi. Cung Egypt nó là tuyển hơn. Nâng nốt cái đầu máu lên nữa thì đánh tốt. Hốc xe cũng đẹp chứ. Đấy anh ngoài chim sẻ chưa ai chấp được anh xe à.
Anh nói câu đấy là thấy tự tin phết rồi đó. Nhưng mà đấy là ngày xưa thôi, lúc anh đỉnh cao, chứ bây giờ lâu anh không đánh thì chưa biết được đâu anh ạ. Ôi dồi, cẩn thận kìa. Lâu không đánh là phải cẩn thận mấy con hàng này không. Bọn này nó mút đấy. Đợt này đội này nó mạnh phết. Chào idol Dục Nguyễn nha. Chào idol Nai. Xiang Zhenlun vào việc à. Đây Xiang Zhenlun vào việc đây. Nghe quả kèo Xiang Zhenlun vào việc nghe nó quen thuộc thật. Nhiều lắm. Thường mà chấp kèo người ta sẽ nghĩ ngay đến cái kèo đầu tiên là kèo Xiang Zhenlun anh em ạ. Chấp kèo vào mày ngon vào tao chấp Xiang. Chẳng hạn như vậy. Hở kìa, đóng lọt này vẫn hở đấy. Vẫn đang phải nghe rất bình tĩnh dành cho Lê Chí Linh. Phía ngoài thì Linh cũng đang có tay để có thể đỡ tân phía ngoài. Tân phía trong thì phải nghe nhưng mà lọt rồi. Tân này thì đến lượt idol Trương Quang Thành đang công một tân cực kỳ rát, nhưng mà Lê Chí Linh muốn đổi nhà. Vừa đỡ nhà vừa đổi nhà. Hay đấy nhỉ, Lê Chí Linh đang thể hiện được cái sự nhiều tay của mình. Đây này, chính xác trận đấu này mới là trận mà Lê Chí Linh thể hiện hết được tinh túy của mình ấy, anh em này. Hai ba đạo quân một lúc anh em có thể thấy nhiều tay lắm. Đánh với cả hai ông cân nhau đánh mình thấy đánh cũng bình thường thôi, nhưng mà đến khi gặp người yếu là mình biết ngay sự khác biệt, và đặc biệt là chúng ta phải là người trực tiếp đánh ấy. Tầm này mà chúng ta đang cầm máy của anh Trương Quang Thành là chúng ta biết rằng Lê Chí Linh có nhiều tay đến mức nào, khỏe đến đâu cơ. Sợ lắm, sợ con này tốt lắm thôi. 859 tấn công thì cũng chưa được, nhưng mà tấn đỡ nhà thành công và trận đấu sẽ tiếp tục giằng co nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng soi tham xem thử là lượng dân của Xiang tích được là bao nhiêu dân. Tổng tham bên này là 63. Có lẽ giờ Xiang khoảng đâu đó 4x dân, hoặc là nhiều thì khoảng 50. Nhưng mà quan trọng là công được nhà Egypt này loạn một tên cũng khá hay, ăn được khá nhiều dân này. Thế đâm ra là Egypt sẽ phải mất thời gian hồi lại, còn Xiang thì giữ được dân thì sẽ nở tham nhanh hơn. Đấy, bây giờ thấy đánh mới căng này này. Mấy trận đầu bảo rồi anh chưa vào tay thôi. Bỏ 3 năm rồi à, nhưng mà đánh lại một tháng đội này non lắm. Được anh ơi, sắp tới có khi anh Thiên Ma lại quay trở lại đánh đế chế hợp lý anh ạ. Đợt này đấy idol toán cũng bắt đầu luyện lại rồi đấy. Sắp tới anh đoán là chấp anh Thiên Ma xé anh thôi. Rồi cẩn thận kìa. Vâng, có tổng tấn công anh em ạ. Sau khi bắt được quân của người cầm Xiang thì Lê Chí Linh đẩy luôn, không cho thở nữa. Đây là sự khác biệt đây này. Cứ tưởng là ông Linh mất thời gian cơ cấu lại, nhưng không, đẩy ngược luôn. Và vừa đẩy ngược vừa cơ cấu đấy nhá. Đây là cái mà những cao thủ họ làm được, còn chúng ta không thể làm nổi. Hay thật. Bắt được quân phát đẩy ngược luôn, không cưỡng được nữa. Em đã dính những đòn hồi mã thương này mấy lần rồi, cứ tưởng là mình quấy nhắc nhở họ thì họ sẽ vất tay, họ cứ cấu lại, nhưng không, tụ quân đẩy luôn. Và trong cái thời gian đẩy đấy thì vẫn có tay để có thể cơ cấu, vừa cơ cấu nó nói chung không được mắc lắm, nhưng mà nó đến đâu hay đến đấy tập trung cái tân đẩy này này, bởi vì vừa biết là con Xiang nó vừa mất quân. Trận này thì Lê Chí Linh mới đánh thật đây này, đánh thật trận này mới thấy là bắt đầu đánh gọi là mắc binh đấy. 4-1 dành cho Lê Chí Linh. Con hàng này bảo rồi, thể hiện ghê lắm, không đơn giản anh em ạ. Rồi, trận đấu tiếp theo chúng ta sẽ đổi sang máy của người cầm Xiang xem nào. Đổi sang máy người cầm Xiang để xem người cầm Xiang sẽ đánh như thế nào trong những trận đấu tiếp theo, sau khi đã phát hiện là Lê Chí Linh đánh thật sức khỏe. Đó là máy của idol Nhật Hồ. 4-1 rồi, càng quá nhờ. Lê Chí Linh lại thích màu 4 giống mình à? Xiang đó, Xiang gì đây? Xiang cho son. À, đây rồi, trận đấu thứ hai đây rồi. Xiang cho son thì thắng làm sao được? Xiang cho son thì khó lắm anh em ạ, cho son nó khó. Nói chung con cho son chất quân nó yếu quá. Đánh bài tàu luôn, hợp lý. Khi mà phát hiện ra đôi voi sớm. Cho son yếu Kata thì nó cưỡng được. Kata đơn giản, nó có thêm con lạc đà thôi.
nhưng mà nó sẽ giúp cho con Katana nó cưỡng được con Sen lúc đầu. Còn con Choson không có con lạc đà là biết mặt nhau ngay, khác biệt chỉ có vậy thôi. Bên kia có Kunga Kata, có Kunga một áo thì cho Son cũng có, thậm chí cho Son còn có phù rể nữa cơ. Nhưng mà còn cho Son mà gặp con Sen này thì khó hẳn, còn con Kata thì vẫn có thể dẫy được. Chào anh IDNI nhé. Kèo đấu này của chúng ta thì hai game thủ đang đánh offline, còn em thì đang quay phát online, em đang ngồi nhà. Hai game thủ đang đánh offline luôn. Bây giờ thì sẽ là vâng con voi tiếp theo được đưa về. Đây là con voi rất gần nhà thôi, cạnh với đó sẽ là một bầy hươu đồng và bãi quả đầu 7 cây. Một đồ nữa đi rồi quay về tập trung ép đâu. Trận này có khi ép ít dần rồi xử lý con cho son sớm, đánh cho không cho nóng phù luôn. Trận trước đánh hay như thế rồi tí thắng được nhỉ. Nhưng mà đánh như vậy thì Lê Chí Linh cũng biết được rằng là những quả kèo ra quả quân cho son nó sẽ khó cho mình. Đó, nên là chưa biết thế nào đâu nha. Chào người em Nguyễn Văn Sĩ nha. Idol này có khỏe bằng idol Dục Nguyễn không anh? Anh không 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 biết được. Nếu mà để nhận định thì phải phải cho hai con hàng người gặp nhau cơ. Idol Dục Nguyễn đợt này đánh khỏe thật. Đợt này khỏe hơn ngày xưa rồi. Có điều chắc chắn là như vậy. Chứ còn so với những con hàng khác thì chưa biết được. Idol được cái là gặp mình thì đánh khỏe, nhưng mà gặp những con hàng khác thì đánh yếu. Vào sới ao làng bây giờ có giải có dám đăng ký nữa đâu mà. Đánh thì cũng khỏe nhưng mà đây chỉ giỏi bắt nạt bình luận viên thôi. Đinh có bom ghê phết à. Chào anh Lâm Quả. Bom nhưng mà xe nó lên đời sớm nên nó bom nó cũng khó. Trận này em sợ rằng là Lê Chí Linh còn chưa kịp ra khỏi nhà thì bị con Sen ấy hạ gục luôn, bởi vì là đây là một bài Sen mà lên đời sớm có đồ lùa về này, mà hai đồ lùa về đánh bài tàu này đánh ít dân luôn đấy chứ, 25 dân thôi, 25 dân được anh ạ, 25 dân kích đời là đẹp luôn, kích 9 do đó là lên thịt còn cho son sớm. Đúng rồi, quá hợp lý, S2 luôn cơ à, ấy da. Vừa này lên đời sớm mà vừa đánh khỏe, thế này thì ai mà đỡ được anh. Kèo này phải sóc nhiều dân gãi à. Nhưng mà gặp cho son thì cần gì em. Gặp những con khác thì mình mới hơi xoắn tí thôi, chứ còn cho son thì cứ lên đời chọc con giò ra là đã thắng rồi chứ. Trận này quyết định là đánh phủ đầu con cho son của Lê Chí Linh luôn cho hiểu. Đùa với tôi không được đâu. Anh em xem nhé, trận này đánh phủ đầu luôn, đánh nó không ra được khỏi nhà luôn. Đùa. Nhờn. Đúng rồi, đánh nó cống. Đánh nó cống luôn à. Đấy, hơi hơi khó. Đánh nó cống thì hơi khó. Tốp họ đánh cho mình cống thì được, chứ mình đánh cho tốp cống nghe nghe nó hơi hơi lệch. Đánh cho cống luôn à. Sĩ công nhận có những quả chiến thuật hay phết. Ôi giời, cẩn thận anh. À, kích đời nè, đúng là 959. Sau đó là chọc con giò công giáp. Nếu mà thích đánh chắc chuẩn thì cứ chọc con giò công giáp không về gãy ra. Còn nếu mà muốn đánh phủ đầu thì chuyển cung R sớm đẩy luôn. Không đùa, không vui chơi thế đủ rồi. Một L một A không phải thủ phù trận này. Ôi giời, đóng những quả ruộng này hơi xấu một tí, nhưng mà không sao. Công giáp đầy đủ luôn chứ còn gì nữa. À, kín rồi, chỗ này kín luôn rồi. Hai kín luôn, đẹp quá nhỉ. Bãi quả đang ăn giờ, thêm một vài chiếc ruộng nữa.
kèo này mà Linh mà chấp idol Dục Nguyễn thì tịt luôn, không có chạm à? À, thế chứng tỏ idol Dục Nguyễn đợt này khỏe thế chứ, bởi vì anh đánh với idol anh biết mà, đợt này khỏe hơn ngày xưa nhiều rồi, anh như top, sợ thật, tay chân nhanh lắm. Mới tội idol để cái tốc độ chuột hơi chậm, khả năng sắp tới anh Dục phải nghiên cứu và tăng cái tốc độ chuột lên trong game ấy, tốc độ chuột trong game ấy. Dê cái màn hình nhìn nó chối mắt, thực sự nhìn nó chối, màn hình cứ chạy chậm, thế đánh khỏe thế. Idol mà tăng được cái tốc độ chuột đấy lên thì đúng là mắc pin công nghệ luôn. À, Linh cũng lên sớm trận này anh em ơi, cũng có giò chọc rồi đây. Linh cũng lên sớm, có giò chọc rồi, nhà cũng hình như tương đối khung, thế thì ta lại phải áp dụng chiến thuật gãi rồi. Trận này đánh phủ đầu nhưng mà thôi, đánh chắc lại thì đánh gãi anh em ạ, đánh gãi cho chắc. Đánh phủ đầu kia nó 50-50 phết đấy. Rồi, hai đứa hôm nào trả lừa gà cho em ạ. Thảo nào đợt này đánh khéo thế, khỏe lắm, nói chung khỏe. Hai đứa Nguyễn thì nói chung không đơn giản đâu, nhưng mà chỉ giỏi bắt nạt người yếu thôi, vào sới ao làng có dám làm gì, dám ho he. Một L2A vẫn đang khá đều tay, bên kia bắt đầu có phù. Rồi có phù phải về đánh gãi thôi anh cơ, về đánh gãi thôi, trận đánh chậm lại thôi, định đánh phù đầu không được anh bạn, để chỉ định trận này lên cũng sớm, thế đâm ra là không phủ đầu được, mà chúng ta sẽ phải từ từ. Nhà còn cho son cũng khung đấy, thế bây giờ đua ra thôi, đua ra xong trâu lên cung R thật đông vào một L thôi, nhưng mà tăng ngay để mình trâu cung R, mình chống được cái bài cung ngang một áo của họ, còn nếu mà họ sóc chém thì mình thích quá. Đã, trận này mà con cho son mà đi sóc chém trâu thì mình lại sướng quá. Chúng ta chỉ sợ cái bài họ chuyển cung ngang một áo thôi, nên chúng ta cứ tăng nga lên, tăng nga lên thì không sợ cung ngang một áo, tăng nga đều tay với cả là một l sọc ra. Những con lạc đà dùng để đảo với cả dùng để khắc chế những con ngựa chém của chó son là được. Còn đâu thì cứ sọc cung r ra nâng cấp công nghệ chặt gỗ hai đầu máu các kiểu, phun công nghệ cũng dí một tơn, nhưng mà tơn này cũng phải cẩn thận nha. Sợ rằng là đối phương cũng có những con phù thủy của cho son phù hết lạc đà của mình thì cũng đau đầu đấy nhỉ. Nên là để xem tên này anh Trương Quang Thành sẽ đánh kiểu gì nào. Em hay rơi vào cái tình huống này, đó là mình đánh cung được kẹp lạc đà nhưng mà đối phương lại đợi chơi chém kẹp phù ấy. Xong mình đẩy lên thì họ lại phù hết lạc đà quay ra bổ cung R của mình đấy, lạc đà nó bổ cung R đau anh em biết rồi, mà chính lạc đà mình rứt ruột đẻ ra nữa, hay vào bổ đầu của đồng hương này thì hỏng hết. Nên là phải có phương án, đúng không? Đi cung R trước bắn phù, sau đó lạc đà theo sau. Nhưng mà mấy ông top mà ông giấu phù hay lắm ấy này. Xem nào, xem Lê Chí Linh thể hiện trận này xem nào. 44 like là anh em nhớ là ai chưa like ủng hộ nốt một lượt like nữa để cho lên 50 anh em nhá. 50 like kèo đúng không em, nay buổi chiều cho nó được rỡ. Chỗ lại kín rồi, bò bế cũng rất gọn gàng luôn, nhưng bây giờ phải tìm được phù đấy, nâng cái giáp 4 cho cung đường luôn anh. Phù giấu đâu rồi, không tìm thấy, cay thật. À, bên kia trông chém à, lại quýt luôn rồi. À, phù đây, trông chém thì tôi lại thích quá, tưởng chuyển cung ngang một áo thì xoắn tí thôi, chỉ còn trông chém thì có cái vị gì, quýt luôn để Chí Linh được cái quýt rất nhanh. Tỷ số đang được nâng lên là rút ngắn xuống còn là 2-4. Hay lắm anh ơi, hai chạm rồi. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây.
Chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu tiếp theo, màn hình máy Lê Chí Linh. Vậy đây là Assyria này em ạ. Lê Chí Linh trận này lại cầm AC rồi, khoai rồi. Vừa cầm cho Son phát này, cầm AC ngay được. Chứng tỏ rằng là nó 50-50 nhỉ. Vừa đen phát đỏ ngay. Nó là 50-50 là thế đấy. AC thì khó rồi. AC thì thực sự rất khó dành cho Seng. AC nhiều người nhận định nếu mà đánh kèo AC Seng thì chỉ tranh nhau nửa trình thôi. Nửa trình là đánh được. Nhưng mà biết đâu bài AC xấu thì sao nhỉ? Nếu ngỡ vớ được bài AC xấu thì lại có cửa dành cho Seng. Ta sẽ chờ đợi nha anh em ơi. Ta sẽ chờ đợi trận đấu này màn thể hiện đến từ Lê Chí Linh. Bởi vì Lê Chí Linh đang được lên sóng với trận đấu này. Bài vở có kín hay không? Thế rồi anh em ơi, quay trở lại với trận đấu này. Trận đấu mà bài của AC khung đét và đồ ăn cũng khá là giàu, đồ yêu đầu rồi lùa được về. Khó nhỉ? Nên ra AC bài hay đẹp thảo nào người ta bảo AC dễ đánh. AC bài nó hay đẹp cơ. Nhưng mà chậm mất 2 dân cơ. À, như vậy sóc dân chậm một xe 2 dân, quả đầu hơi xấu thì phải. Được cái bài này khung quá. Bài này thẳng cung đến từ AC lại chắc. Mặt từ hướng 12 giờ xuống gần như là kín bưng. Mặt này thì đóng A để thoải mái thôi. Rất ok đến từ cái bài AC này. Đẹp quá nhà BBM đây luôn à. Đang cơ cấu anh em ơi. Ăn quả xa trước tí nữa rút về ăn quả gần sau. Gọn gàng quá. À, anh em đừng quên rằng là anh em mà muốn chơi Ala Play, xin lỗi mọi người, chơi đế chế online thì hãy trải nghiệm nền tảng Ala Play. Đấy, bởi vì đây là nền tảng chơi đế chế online hoàn toàn miễn phí anh em nhé. Hiện tại thì khá là đông anh em tham gia chơi. Mọi người vào thì có thể có hàng để xúc luôn, tùy theo trình độ của mọi người. Đấy, nên anh em có thể tải về và trải nghiệm Ala Play tại trang web alaplay.com anh em ơi. Rồi, quay trở lại với trận thi đấu này. BB ở đây này, đúng rồi này, BM cạnh BB này, khung ra cánh rừng dừa.
VA thì đóng gần bãi quả đầu này thôi, thấp thấp tí lại để đánh thủ trận đấu này, đánh thủ cho nó dễ, xin T ra mà thủ. Trận này lực khỏe này khả năng là lên đời lấy chiến linh còn xin một đống T ra thủ luôn đấy chứ. Nhưng mà Sen lên đời sớm đấy. Hình như là bài Sen chết mất một dân. Chiến thuật một lần nữa lại phải là công sớm rồi, gặp những quả quân như thế này thì phải công sớm ấy, đánh đua không có cửa đâu. Gặp những quả quân nó tuyển tuyển Sen Egypt các kiểu phải công sớm, công gắt. Thậm chí dâng lên mà chơi. Còn gặp kiểu quân tù tù thì tự tin mình đánh thủ luôn. Cảm ơn anh đại lý Hiếu Kim đã like nha. 48 rồi, sắp đủ anh em ạ. Mày nhớ like giúp em nhá. Và chia sẻ kèo đấu này cũng như ấn theo dõi fanpage Áo Làng, nhấn chuông để nhận thông báo livestream. Ok. Giò vẫn lọt vào đây được. Cay nhờ, đi đường nào ta? Chỗ e với cả cánh rừng dừa xem có hở nữa không thầy. Thì lạc đà đồng tộc lao vào thì tôi nhục luôn. Chỗ e với cánh rừng dừa đấy, xem tình hình thế nào. Ok, chào anh đại lý Hiếu Kim. Con giò đi vòng à? Con giò đi vòng vào đây à? À chắc là đi vòng thôi nhỉ. Rồi, thêm những chiếc nhà bè nữa. 1A, 1 ruộng. Cơ cấu làm sao để có thể có được cái nhà kín trước khi những con lạc đà của người cầm Sen đến nơi. Bãi ruộng bãi BG này thì tí nữa ăn xong rồi làm khoanh ruộng đây nữa. Đẹp quá. Nhá. Cầm bài xin dễ đánh thật. Cái xin này có khi cân nhau nó chả sợ Sen chứ đừng nói kiểu kẹp chấp. Ui quả đấy mà lọt thì đau. Ui Ken được E đấy. Ui rồi ôi bỏ nhà này chết chưa. Nhưng mà đây là một tình huống chém vẻ khá hay đến từ idol Trương Quang Thanh. Vâng, Linh đang cố gắng vẻ. Vẫn kịp anh em ạ. Ui rồi vẻ nhanh nhỉ. Bên kia chém quả đấy hay thật. Vẻ rát đấy. Nhưng mà đây chỉ Linh vẻ nhanh quá. Có cung vừa luôn. Và đây là bài dâng đến từ người cầm Sen. Anh Trương Quang Thanh anh đang đánh rất đúng chiến thuật. Đó là gặp những quân tuyển như thế này ta chỉ có nước dâng lên thôi anh em ạ. Đánh tại nhà đua không được đâu. Và trận đấu này thì anh ấy đang có một chiến thuật nó là hợp lý. Đó là dâng lên mà đánh. Đánh như thế này thì đánh phủ đầu con AC luôn. Được thì được, không được thì quit. Rồi đánh trận mới. Chứ còn không dây dưa được. Đánh dây dưa chiều trước sau cũng thua thôi. Em đánh kèo chấp nhiều rồi em cũng giúp ra được những kinh nghiệm quý báu. Và ngày hôm nay thì thấy idol Trương Thành đang thể hiện rất chuẩn. Chứng tỏ con hàng này đánh bình thường khỏe lắm đấy anh ạ. À, vàng gà biết là chắc cũng anh đi chấp Sen nhiều rồi. Nên anh biết kèo này. Hay thật, đế chế này tính ra khá hay. Mặc dù trình độ chênh lệch nhưng mà vẫn cứ có kèo cân. Vẫn có kèo cân để chơi thôi. Bằng cách mình đi chấp nhau. Sâu quá thì mình chấp đen dân các kiểu nữa. Nhiều thể loại chấp. Làm nào cho nó cân được là được. Xin chào idol Dục Nguyễn. Ô, anh Dục Nguyễn biết idol Trương Quang Thành à? Hay là chỉ còn xem qua đây thôi là biết là khỏe thôi. Mày si mắc quá anh em ạ. Trận vừa rồi thì đánh hay nhưng mà hơi si mắc thì chịu thôi. Tỷ số là 5-2 nghiêng về game thủ Lê Chí Linh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với màn hình máy của Linh trong trận đấu tiếp theo. Xem em được cầm quân gì nào. Ôi rồi, à không. Như vậy là vừa quay máy của anh Trương Quang Thành mà nhỉ. Bây giờ mới là máy vừa quay máy Lê Chí Linh mà bây giờ mới là máy của anh Trương Quang Thành. Mọi người chờ chút em check quả quân của Lê Chí Linh xem quân gì. Phô ạ. À. Ôi rồi ôi. Phô thì khoai nhờ. Phần thưởng quả 3M này đẳng cấp nha. Nghe quả phần thưởng 3M này. Căng phết.
Thùng xác có khác lắm tiền, nhiều của. Chào anh Phạm Thanh An nha. Lê Chí Linh chấp anh kèo này không cửa hả? Ấy da. Được quá nhỉ. Hai đội Dục Nguyễn đợt này khỏe đấy nhỉ. Kiếp. Làm gì mà không cửa, em nghĩ là có cửa đấy chứ. Anh Dục Nguyễn thì khỏe nhưng mà chắc chỉ hơn em khoảng đôi trình thôi. Kèo này em đánh với Lê Chí Linh thì chắc chắn là không có chạm luôn đấy. Chưa biết được đâu anh ạ. Anh đừng có tự tin quá. Nói không cửa nghe thực sự lệch nhưng mà em nghĩ là không lệch lắm đâu. Giản đâu anh ạ. Sống này nó phức tạp phết. Sắc mà cũng đam mê nhỉ. À anh không cửa à? À rồi, ok đấy. Thế em nghe thế này, hợp lý hơn. Hợp lý hơn. Ok, anh Dục Nguyễn đúng là một người vừa đánh chế hay mà vừa khiêm tốn. Nói câu đấy thì nghe nó hợp lý này. Chứ bảo anh bảo là bây giờ mà Lê Chí Linh không cửa thì nghe nó sai sai. Sắc mà cũng đam mê nhỉ. Đấy, bộ môn đế chế này được cái là toàn anh em kiểu nhiều tuổi chơi, đâm ra là nhiều người người ta thuận lợi trong công việc làm ăn chẳng hạn. Đấy, cũng đam mê đế chế nhưng mà họ lại thuận lợi làm ăn nên họ trở thành xác, còn mình trở thành cá con thôi. Đấy, nên là đây là một trong những bộ môn mà em nghĩ là về mặt kinh tế thì game thủ đế chế có lẽ là giàu nhất trong tất cả các trò chơi nhỉ. Đấy, để so về độ giàu thì game thủ đế chế giàu nhất. Đúng không? Anh em thấy hợp lý không? Cộng đồng của mình mặc dù là ít người chơi nhưng mà để so về độ kinh tế thì các cộng đồng game khác làm gì đủ tuổi mà so với đế chế được. Có những xác như xác thiên ma mà vẫn là game thủ đế chế thì anh em biết rồi. Không đơn giản chút nào đâu. Tự nhiên thấy nóng quá anh em ạ. Không biết là tại sao. Kích đời. Vậy là 7 phút 38 với bài đấu 25 dân của Sen. Bên kia là Phô. Xin lỗi mọi người chưa sửa tên. À chưa sửa bảng quân cũng như chưa sửa tỷ số. 5-2 rồi còn đâu nữa. Phô và Sen. Phô Sen khoai nha. Đây si Sen thì nó khó rồi thì Phô Sen nó cũng khó thôi. Phô thì chất quân, về chất quân thì nó không khỏe, đâm ra cảm giác rằng nó không rát như AC. Nhưng mà nói thật là đánh kèo chấp thì còn Phô có khi dễ đánh hơn AC, ổn định hơn. Khỏe đấy, Phô khỏe anh em ạ. Nên là có lẽ là trận này vẫn khó đấy. Nhưng mà biết đâu anh Nhật Hồ anh sẽ có được một trận đấu đột biến với bài đấu đó là vâng ép đời sớm 10-10 26 dân ép đời sớm và công gắt không dân nữa mà là một bài đánh tại nhà nhưng mà vẫn sẽ là công gắt, vừa ra dân vừa ra ruộng vừa công gắt đấy, vừa công sớm. Đánh kiểu này thì hơi nâng cao nhé. Nói thật đánh kiểu này hơi nâng cao dành cho những anh em nào mà cửa dưới. Ví dụ anh em mà ít tay thì mình chỉ chọn một kiểu thôi. Một là mình đã công gắt thì mình dâng hẳn lên. Xong rồi đi ăn hoa. Còn mà mình đã đánh thủ thì chủ động đánh thủ hẳn. Đấy, chứ không kiểu vừa công vừa thủ này đánh khó phết đấy. Những người cao thủ người ta mới đánh được kiểu này thôi. Có tay mới phải làm được những điều như thế này.
Vâng, bên kia Lê Chí Linh đánh thẳng cung rồi. À, chà, tự tin quá nhỉ. Xong kèo này anh đợi chủ tịch nhé. Xong kèo này em lại có kèo rồi đây. Nhưng không biết kèo này có sóng sớm được không đây. Đang hôm trước đánh dở với hai đồ toán, hôm nay cố gắng đánh xong. Kèo một lốp, quý kiếm một lốp. Vâng. Khắc phục cơn bão ra ghi gái. Đang dẫn 3-2 rồi. Hai chạm nữa là thịt idol thôi. Nói chung kèo đánh với idol toán thì đánh được. Hy vọng xem nó bài vở nó đẹp đẹp tí là mút tốt thôi. À, trận này đánh hỗn mã à? Ngay đại, anh đại lý Hiếu Kim nói thì em mới để ý là trận đấu này thì idol Nhật Hổ anh không hề ăn vàng một chút nào. Và anh quyết định sẽ đánh hỗn mã chứ không phải là đánh lạc đà. Hỗn mã cũng được. Hỗn mã cũng được anh em ơi. Hỗn mã thì nó sẽ yếu hơn so với việc là mình sẽ kẹp thêm lạc đà, nhưng bù lại thì mình sẽ thuận lợi hơn trong công việc phát triển. Không phải cắt dần dần đào vàng và sẽ dễ dàng để có thể sóc quân hơn. Nhưng mà nói thật là sóc hỗn mã thì cũng phải có tay tí. Đang Control A chuyển sang Control L, nó hơi trái tay. Nên nhiều khi cũng phải hơi mất tay trong công tác sóc quân. Ai đầu toán này rồi. Ai đầu vẫn đang xem. Ai đầu toán cẩn thận nhá, không đơn giản đâu em. Đợt này không đơn giản như ngày xưa đâu. Anh đánh với em mấy trận là anh biết ngay đúng không? Dạo này cũng có số có má trên thị trường ấy. Đợt này em vào Ala Play đánh là toàn thấy là anh em khen khỏe thế các kiểu thôi. Vào Ala Play đứng đỏ là mình vào Ala Play mình thi đấu thì lại được cái là trình độ của mình được nâng cao lên, nhiều người khen lắm. Tại vì trong Ala Play hiện tại hầu hết là toàn những anh em đang tập chơi, đang hơi yếu. Khỏe thì cũng có nhưng mà không nhiều bằng những người mới tập chơi. Vâng, Lê Chí Linh có tuần đẩy đồng quá nhỉ. Đẩy một tuần bất ngờ thật. Phô đấy anh em ạ. Bên này đang căn trôn L, căn trôn A thì bên kia vít cũng 3 tân cung đẩy rồi. Chuẩn bị còn dí lên nữa cơ. Trong khi đó cái tấn công của anh Nhật Hổ thì anh cũng đang có cho mình được một tuần đục hay. Ăn được khớ dân đấy. Nhưng mà Lê Chí Linh sẽ nhanh tay cơ cấu lại thôi. Quan trọng ở nhà mình có đỡ được tuần này không, phải đỡ được nhá, không đỡ được là thua. Vơ dân ra vụt rồi. Hợp lý anh ơi, hôm nay quân không đỡ được thì vơ dân ra vụt thôi. Mấu chốt là cũng mất nhiều dân. Với cả tấn công mình thì cũng không ăn được nhiều dân của họ. Và sau tuần này chắc chắn tham của phô sẽ đè xuống. Khả năng cao là 6-2. Ngày xưa anh chấp em xem cho Sơn em còn khê đấy. Bây giờ là khác bọt rồi, bây giờ em khác phết rồi đấy. Vừa đạn vừa ăn hành. Kèo vui nhưng không vui lắm á. Kèo này mà thắng thì vui, chứ còn thua thì đúng là không vui thật. Nhưng mà thôi, cũng là một cái cơ hội để được giao lưu với các top. Cũng hay đấy chứ. Quan trọng là lên hình để tỏa sáng. Chào đồng Nguyễn Duy Thanh nha, anh Toán đang gà, anh Thanh kèo cân nhiều, hôm nào đánh em vào bình luận cho. Anh này ngang anh không em, không ngang được. Anh Thanh bây giờ phải ngồi sới tốt rồi, em đã bảo rồi mà. Anh Thanh tầm này phải ngồi sới tốt rồi. Bây giờ anh hỏi Lê Chí Linh có ngang anh không thì em phải đắn đo em suy nghĩ. Bây giờ kèo anh Toán với cả anh Thanh đánh với nhau thì có khi em lại đặt cho anh Thanh tí. Càng phết. Giờ nó đã lên hai trình rồi, cảm ơn idol Toán đã có lời khen nhá. Nhưng mà thực sự là anh cũng nhận định đúng với thời thế thôi. Đợt này thực sự em tự nhận thấy mình cũng khỏe hơn ngày xưa khứa khứa. Ôi kìa, rồi trận này khó rồi. Quay lại trận đấu này thì khoai rồi. Thì số có lẽ sẽ là 6-2 nghiêng về game thủ Lê Chí Linh. Khỏe quá.
Chào ai đồ hoàng văn thưởng nha. Nhà mình nhiều lắm nhỉ. Có rồi anh em ơi, quần cũng già đẹp quá. Đây chị Linh hôm nay quần đỏ nhỉ. Nói chung cũng toàn quần đỏ, toàn xe AC4. À AC4, Egypt Heat Pan. Toàn quần đẹp cả. Phô này lên đời còn ngang xiang này đỡ sao được. 6-2 anh em ơi. Và chúng ta sẽ đến với trận thi đấu tiếp theo, chung kết dành cho idol Nhật Hồ. Và để chờ xem rằng anh có gượng được không nào. Hy vọng rằng quân của Lê Chí Linh trận này sẽ xấu xấu một tí. Kata tiếp đi xem nào. Anh Greg xem nào. Tôi chưa lâu chưa được xem kèo xem Greg. Greg thì nó có con Y khá hay các bạn. Nhưng mà thực ra đánh Y thì phải lệch hẳn cơ. Chứ còn đánh Y với cả người người ta biết chơi thì con Y nó cũng yếu thôi. Xem Greg nói chung là sâu nhất trong ba kèo là xem cho Son, xem Kata, xem Greg. Xem Greg là sâu nhất. Xem cho Son thì có tí cửa nhưng mà nó vẫn khó. Xem Kata là tính ra sáng cửa phết. Bởi vì nó có con lạc đà. Với cả lên 4 thì nó có con hot tuyển. Mark Kedo. À rồi, kèo này cũng hay này. Kèo Mark Sen được. Kèo này hay nhá. Chào người em Thành Khát Lê nhá. Làm kèo donate bình luận viên là đẹp lắm à. Ấy, tuyệt vời luôn. Tí nữa đánh luôn à, chiều chạm năm à. Xong kèo này múc luôn vậy, trong kèo này có khi là bây giờ là sắp xong rồi. 72 xong rồi. Đang định bảo là để xúc idol toán kèo nốt cái kèo kia thì anh Thanh vào thì được thôi, cho anh Thanh vào cũng được. Triển khai luôn à, những kèo mà vào việc gọi là sớm như thế này thì nó cảm giác nó hợp lý này. Chứ gáy nhau mãi cuối cùng không lên được kèo với nhau thì cũng hơi mất thời gian. Anh cho Nguyễn Chí Thanh hiểu mình đang ở đâu. Căng đấy, nói chung là căng đấy nha anh Toán nha. Em nói trước không đơn giản tí nào. Không đơn giản. Nói anh Toán đánh phải cẩn thận. Đợt này anh Thanh khỏe hơn ngày xưa nhiều rồi. Ngày xưa thì thực sự anh Thanh không có cửa với anh Toán đâu. Nhưng mà đợt này nó khác rồi. Công nhận là như vậy. Idol Nguyễn Chí Thanh của chúng ta khỏe ghê. Không nhờ anh lên trình nhanh vậy. Sau một quãng thời gian mà anh em mình không gặp nhau. Bây giờ anh đã khác xưa rồi. Lùa hiêu đi đâu đây? Đừng nói về nhà chính nhá. À, ông lùa hiêu về nhà chính tôi xem nào. Ông định lùa về nhà chính thật anh em ạ. Vâng, phi hiêu ba máu mà làm như đi chợ này, hai tay hai dân. Còn phi hiêu ba máu. Vãi trưởng. Ai giờ mua nhỉ? Hai dân lùi hiêu rồi vẫn có thể phi hiêu ba máu anh em ạ. Đẳng cấp đấy. Những tên vừa rồi anh em không để ý nhưng mà nó là những tên thật sự đẳng cấp mới làm được ấy. Đây chị Linh đợt này khác nhỉ. Khỏe thật sự. Không hề đơn giản chút nào. Anh Toàn bây giờ chỉ là cái tên. Nói chung là tùy quân bài nữa. Kèo nói chung căng đấy. Quân bài nữa, ngày hôm nay ai thắng thì sẽ được xếp mâm trên. Thánh tâm lý cửa trên mới làm được đúng rồi. Có lẽ là cái tâm lý thoải mái với cả dẫn đến 6-2 rồi, múa tí nhỉ. Hãy dân lùi hiêu mà bầy hiêu vòng qua cánh rừng về nhà chính, bây giờ nó về gần hết rồi này, lỗi có đúng một con. Và phút thứ 6 đã về xong. Hay. Được. Giá như em gặp top mà em cũng thể hiện được như thế này thì có lẽ là
Thì Chí Linh bây giờ có lẽ có tiếng nói trong trong cộng đồng chuyên nghiệp luôn đấy chứ đừng đùa. Đúng rồi. Quá đẳng cấp đến từ anh Nguyễn Công Minh. Đẳng cấp anh em Tân Lùi Hiêu đấy không đơn giản đâu nhá. Nhưng mà đúng là chỉ có gặp những con hàng mềm thì Lê Chí Linh mới dám dám làm những pha như vừa rồi thôi. Chứ còn đâu thì cứ đong ép mà ăn cạnh với anh Dừng Già như một chiếc ép nhân đôi thì cũng không ai nói gì cả. Bây giờ thì tiếp tục đưa những con voi xa về. Nhưng mà nên nhớ rằng là phải để ý nhé, những tên câu voi xa rất nguy hiểm. Câu đôi voi tôi xem nào. Không, tuần này có lẽ một con một thôi. Không có tay. Và trận này bài mark xấu anh em ạ. Kích 9 ấy. Đã là lần lùi yêu xa rồi đấy. Nhưng mà vẫn kích muộn không thể sớm được. Đây sẽ là cơ hội cho Seng có được chạm đấu thứ ba. Trận này thì khó rồi. Nhưng mà được cái là nhà cũng không có vàng trong không. Có vàng trong. Có vàng trong thì có thể có một tình huống là khung lại đánh y thủ chế thiên. Rồi về rừng làm chiếc ghép nhân đôi thì nói chung vẫn ok. Nhưng mà múa tí cho nó về nhà chính. Khó thật, bầy hươu đấy khó lùa lắm đấy. Nó còn vòng qua cánh rừng nữa chứ. Xa chứ. Vẫn lùa được. Sợ thật. Lê Chí Linh đợt này thao tác nó trông ngon lành nhất nhờ. Thấy yếu ở đâu nữa, yếu ở đâu nữa, hôm nào khắc phục nữa là xong rồi, ngon lành. Kích đờ. Như vậy là 11:38. 11:38 à. Thì 1:38 thì muộn quá nhỉ. Nhưng mà nếu mà không được nhà sớm trước khi những con ngựa giò của Sen sang, sau đó đóng được y luôn, lên đời đóng được y luôn thì chưa biết thế nào, bởi vì rằng là con y mác nó cũng ảo phết. Và Sen chống bài mác này sẽ dùng chiến thuật là chuyển cung A hay là sẽ cũng là đi đâm y. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi quyết định của idol Trương Quang Thành. Trận này nghe khê khê. Y luôn đúng không? Hợp lý, hợp lý luôn, hợp lý này. Bên kia mà xen và đánh kiểu chuyển cung A thì phải, nói chung có cung A phải đẩy luôn chứ không nên lòng ngoằng làm gì cả. Đấy, Chí Linh đã đóng được y rồi đấy, tí nữa sẽ là y2. Nếu như bên kia xen chuyển cung A thì mác cũng sẽ về chuyển. Vâng, đúng là đi dâng y thật, mác cũng sẽ về chuyển cung A luôn anh em ạ. Nếu như bên kia xen chuyển cung A, còn đây trường hợp xen đi đâm y thì mác chỉ cần thủ thủ lại cái nhà y này là coi như là ngon, có khi cửa thắng này cao ấy chứ. Trận này lỡ ngỡ thắng anh em ạ. Trận này lỡ ngỡ là win đó. Đâm y thất bại rồi này. Nhưng mà tự nhiên gặp bài mắc khung nó cũng khó đánh nhỉ. Bây giờ bảo về chuyển cung A nghe nó cũng cũng nguy hiểm phết. Mà đi dummy bị phát hiện phát là thành thua luôn. Giờ hơi rồi. Giờ thì chỉ có nước chuyển cung A nhưng mà bây giờ y rong lên luôn đây này. Tầm này kể cả xe dummy thì con mác nó không sợ nữa. Mác đóng được 2 y rồi thì sóc 2 y đều ra là thủ được thôi. Giáp 4 nâng cấp. Và 2 y sóc đều. Quá hợp lý. Đánh y không thôi. Là được rồi. Càng nhờ xiên mà gặp Maxi mà vẫn khoai đấy. Đây là một
lý do mà người ta nói Mark Cen là một quân nó ảo diệu là như vậy. Nhiều khi nó gặp Sen không sợ, nhưng mà gặp cho Son nó lại sợ, chẳng hạn như vậy. Mark khung thì Sen chả sợ cơ. Không phải nói thật là đây là phải là một con Sen nằm trong tay người yếu hơn, chứ nếu như cần trình thì vẫn sợ như bình thường. Rồi, đúng là chuyển cung Nga, nhưng mà đi đâm lên luôn và chiêng 3 chắc chắn sẽ được nâng cấp ngay sau đây. Rồi, nâng cấp chiêng 3 thành công dành cho Lê Chí Linh. Chiêng 3 và cung Nga mà chưa tụ được thì thực sự không sợ lắm. Mà kể cả cung Nga tụ được thì Mark hoàn toàn có thể về để kẹp thêm những cái đơn vị quân khác, ví dụ như là cung Nga hai áo của Mark C hoặc là K kẹp Y. Nhưng mà nếu như đối phương có lạc đà này, khả năng là Mark cũng phải chuyển cung Nga thôi, cung Nga kẹp Y. Đến từ người cầm Makedo. À, đến từ người cầm đúng không, Make. Tách được chém đi, quản hay thế anh em ạ. Quản được đánh yếu lực Sen này, sau đó là cung Nga kẹp Y lên nữa là thắng thôi. Thậm chí là Lê Chí Linh cũng chưa đóng A đâu, anh cũng đang dùng Y không để chơi đã. Cảm giác là không chơi được nữa có lẽ anh mới về chuyển A. Y mà thắng được cái tội gì phải chuyển A đúng không? Chất gỗ hai luôn anh ạ, rất chủ động. Biết được rằng là cái bài đánh cung A này thì họ cũng chưa đẩy được mình, nên là cứ nâng cấp công nghệ ra tần ruộng đã, sau đó thì bắt đầu mới nghĩ đến việc chuyển quân sau. Bài sẽ không có ruộng tại nhà chính anh em. Đây, bây giờ bắt đầu với đóng A này, sau khi chặt gỗ hai đã nâng xong. Quá khó nhỉ, gặp bài Maxi không lên đời nhưng mà không thắng nổi được. Y3 không đánh cung A nữa. Thôi cũng được, bởi vì là bài Sen sexy quá. Sen sexy này thả Y cho thì có lẽ là cũng chả đỡ nổi. Không cần thiết đến những con cung A hài áo, nhưng mà đánh cung A thì nó nói thật nó chắc ăn hơn. Đánh Y này thì Lê Chí Linh đang bày thì Lê Chí Linh mới đánh thôi, chứ anh em mình không nên đánh kiểu này. Đánh kiểu này nhiều khi người ta tụ được cung A ấy, đông người ta dí, con Mark không bánh xe dí bay nhà là thu ngược. Nhưng mà Lê Chí Linh thì tự tin rằng tôi sẽ thủ được, tôi sẽ thả Y cho đối phương không đẩy nổi cung A, và có đẩy thì tôi cũng dùng Y tôi đỡ được. Đấy là sự tự tin đến từ Lê Chí Linh. Và có lẽ rằng là trận này anh vẫn thắng thôi. Trận này vẫn thắng anh em ạ. Khỏe quá nhỉ. Nghe như Toán cần bình luận liên hoàn phần thưởng không? Được đấy, anh Toán, anh thưởng bình luận cho anh Toán, cho anh em lại bình luận cho anh Nguyễn Chí Thanh. Hợp lý đấy nhỉ. Bài 4Y. 4Y trường 3 công thiếu cái công 4 kìa. Lên cái nốt công 4 đây. Hơi ít ruộng. Rồi, như vậy thêm nhà chính nữa. Và cung Nga bắt đầu đẩy đi. Lần này thì đỡ khéo là đỡ được thôi. Nên nốt công 4 nhá. Nên nốt công 4 đây. Công lên. Không có lực. Bây giờ đang hơi yếu lực. Nhưng mà công 4 là công nghệ quan trọng đấy. Hợp lý anh ơi, quá hợp lý luôn. Xem nốt tờ này xem nào anh em ơi. Xem thử là bên kia Sen còn cơ hội nào nữa không. Nhưng em thấy là cơ hội nó bé dần rồi. Bởi vì cái bài Sen này sexy quá. Tính ra cái bài Sen này mà nó có nhà khung góc thì có lẽ Lê Chí Linh sẽ lại chuyển cung A thôi. Nhưng mà nhìn cái bài Sen sexy đó, ông ra ông ấy tăng Y luôn. Tự tin ông dùng Y luôn, chơi luôn. Quyết định không nâng công 4 luôn. Công 4 thì nó xiên cung A nó nhanh hơn đấy.
trên cung A nhanh hơn, lúc có áp sát thì nó sẽ khỏe hơn. Nhưng mà cung 2 thì cũng khỏe lắm rồi. Phải tôi vẫn phải lên cung cung 4. Đấy, Chí Linh này không lên cung 4 cũng không quên đấy chứ. Cung 4 nó quan trọng đấy không ạ? Đầu tư đi. Rồi, ok, như vậy là ruộng nương bắt đầu để huề và cung A sen bắt đầu tụ vào và đẩy đây này. Đây là cái điều mà lúc đầu em đã lo ngại, đó là cung A của sen tụ được đẩy bay được cái nhà mắc C này, mắc không có bánh xe, lại không chạy được dân và dễ bị thua ngược. Nhưng mà cảm giác là tên cung A đẩy này lại ít ít quá. Và Linh khả năng vẫn sẽ đỡ được thôi. Bốn đánh nhau với cung A không giải quyết vấn đề gì à? Giải quyết chứ. Con cung A là bao nhiêu máu? Cung A như là 45 máu thì phải đúng không? Để xem tên này đã lọt không. Vâng, như vậy là quay về và sẽ bắt được tên cung A này thôi. Nhưng con đi chiêng 3 nhưng mà nó đông và đủ để có thể áp sát được. Quýt rồi. Bài này xem xấu quá. Mác khung nhưng mà mác trận này bài cũng không lên đời. Quan trọng là con mác nó ảo quá nhỉ. Cùng A 45 máu anh em ạ. 17. 17 nhân 3 là bao nhiêu? 7 nhân 2 34. 17 x 3 là 51. Còn 15 x 3 45. Ở cũng 3 lần chọc như nhau nhỉ. Cũng 3 lần chọc. Chỉ lợi thế hơn. Ừ. 15 công 2 là cũng 3 lần chọc mà công 4 cũng 3 lần chọc. Chào sếp Nguyễn Chí Anh nhá. Như vậy là tỷ số chung cuộc là 7-3 anh em ơi. Cho kèo đấu ngày hôm nay dành cho Lê Chí Linh. À 7-2. Xeng này thua hai trình ở vị luận viên. Kèo xeng random thì nhiều anh em bảo là thua hai trình đấy, nhưng mà không biết chính xác là thua bao nhiêu trình thì đánh được. Chạm 8 à? Chạm 8 hay đánh tiếp? Báo về là chạm 8 anh em ơi. Chạm 8 thì chúng ta sẽ có trận đấu tiếp theo. Khó thế, khả năng kèo của idol Toán với cả idol Nguyễn Chí Thanh phải rời lại tí. Chạm 8 thì chúng ta sẽ đến với màn hình máy của anh Trương Quang Thành trong trận đấu tiếp theo. Ok, đây là màn hình máy của idol Trương Quang Thành. Như vậy chạm 8 anh em ạ. Chạm 8 thì ok thôi. Chạm 8 phải thêm trận nữa. Xem sao lúc đầu không cung ca. Nhưng mà cung ca lúc đầu bị phát hiện thì bên này họ đánh chém kẹp y thì con ca sợ cũng không cầu được. Công ca là phải công phải giấu được ca cơ. Công ca thì phải giấu được ca anh em ạ. Sau đó là cẩu một tên bất ngờ nó lọt luôn vào. Chứ nãy đi đâm y đấy mà còn bị phát hiện y mà, bị phát hiện y xong bị chọc luôn mà. Ca thì bị phát hiện ca bị chọc luôn thì cũng khoai. Đấy. Thế thì sẽ có hai trường hợp, là một là sẽ đi đâm y, hai là sẽ đánh chuyển cung A sớm. Nhưng mà trận này anh Trương Quang Thành anh lại đi đâm y không thành công, về mới chuyển cung A. Mà lại cái nhà của Seng nó lại xấu thế kia, chuyển cung A nó cũng không được khỏe. Em ra bị thua. Cầm Seng không ai qua được bình luận viên lọc đá. Ôi xin anh. Đang bị thua idol Nguyễn Chí Thanh kiểu Seng Kata chưa gỡ được đây này.
Chạm 8 thì chúng ta lại đánh tiếp thôi, mới có 72 anh em ơi. Thế thì chờ xem Lê Chí Linh có thể dứt điểm được không đây. Đây rồi, màn hình máy của idol Trương Quang Thành nào. Ôi rồi ơi, xong rồi. Xong rồi anh em ạ, xong 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 rồi. Cái tên lừa yêu về nhà chính đẳng cấp thật. À thì không ai qua về đồ gà. Thế anh nói thế hơi sỉ nhục em ấy nhá. Đừng để em phải gọi tên anh cho một kèo đấu solo random. Đùa với đấu đá là không được đâu. Không cài cắm luật vào xiềng đánh lại à? Idol lên tường đi đánh kiểu chớp còn cài cắm luật. Tỉnh vết bảo là vào xiềng AC thì đánh lại. Hợp lý nha. Đúng là sau chấp kèo phải chơi kiểu đấy anh em ạ. Chấp kèo ví dụ xiềng đang đầm thì vào xiềng phải đánh lại chứ. Bây giờ cất kèo mà xiềng đang đầm vào xiềng thì chả là ngang nhau rồi. Chấp gì nữa. Nấu đá rồi xúc Lê Tương đi kiểm tra lại. Em vẫn đang chưa tự tin lắm. Nói chung là vẫn gặp idol Lê Tương đang hơi xoắn. Thấy idol Lê Tương thắng được anh kèo Siang Kata là em xoắn quá. Em phải đang thua anh hơi sâu. Lúc nào em gỡ được anh kèo đấy em mới dám xúc idol Lê Tương được. Chào anh Phạm Trường Giang nha. Mình đánh chắc cần bình luận viên à. Hôm nào anh em mình làm kèo. Toàn mấy ông mà nói cân bình luận viên chứng tỏ khỏe hơn tí anh em ạ. Đấy, kiểu mấy ông khiêm tốn hay nói kiểu đấy. Chứ không người ta không cân, cân người ta không nói cân đâu. Cân người ta lại nói yếu hơn tí. Đấy, phàm mà đã bảo cân là sẽ khỏe hơn tí. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Nhận kèo anh em phải cẩn thận tỉnh táo anh em ạ. Không đơn giản đâu. Mấy ông hay gáy như kiểu bình luận viên đấu đá thì cảm giác đánh yếu yếu. Chứ còn mấy ông mà lầm lầm lì lì không gáy tí nào ấy. Vào đánh khỏe lắm. Tôi khỏe hơn bình luận viên. Anh Tương thì cũng hệ bình luận viên giống em thì nói làm gì. Đang bảo những người gọi là ấy mà hệ bình luận viên thì ai mà chả nói phét. Chứ anh Tương nói thì em lại không tin kìa. Chứ còn mình nhiều đánh nhiều mình phải kinh nghiệm ra. Chứ chả ai người ta cân mình mà người ta tự tin đâu. Đánh đàn đầm nó ra quân bài nữa. Cân mình mà tự tin thì nói gì. Ui dồi ôi, bài xiềng này đẹp quá. Rồi. Đấy sẽ là một cái cố gắng này. Để có thể vượt qua thắng được xiềng mới là cấp anh em ạ. Chứ còn không thắng được xiềng thì à, của thắng bình thường thì cũng là thắng những quân bình thường cũng là bình thường thôi. Thắng quân cầm xe này mới gọi đẳng cấp này. Alo, rồi, quay trở lại với trận xiang đẳng cấp của idol Nhật Hồ rồi. Đây là một bài xiang mà có được hai quả phụ cơ. Đấy. Bài là ổn rồi, đây là hiêu về. Một voi về nữa. Nhưng mà đáng tiếc bên kia cũng xiang. Người ta chấp kèo xiang rồi thì cầm xiang khó thua lắm. Xiang kể cả bên này có đẹp thì bên kia họ cũng sẽ không thể xấu được. Có xấu họ cũng sẽ lên đời chuẩn được. Nên đâm ra nó khó ở chỗ đấy anh em ạ. Nên mình có đẹp thì cũng lên đời gần đấy thôi. Muốn sớm hơn chả được. Thế đâm ra là vẫn cứ khoai. Lực khỏe như thế này chỉ có một bài duy nhất mà có thể có được cái lợi thế đó là dâng lên 2L bồ.
hai l bổ luôn, không có cung r cung đèo gì cả, hai l bổ bổ được thì được, không được thì thôi. Hai l một a cứ hai l trước đã, họ có phù mà phù đen thì mình còn ăn, phù đỏ mình chấp nhận mình thua thôi, chứ còn bài này mà kiểu đánh kiểu cơ bản thì cũng khó để thắng lắm. Tận dụng lực khỏe lên hai l công giáp bánh xe xúc sớm, phải như vậy anh em ạ thì nó mới tạo ra được đột biến. Hai đội dũng phiêu toàn chấp anh siêng baby. Ồ thế thì em không đánh được anh đâu, dũng phiêu khỏe như vậy mà chấp được có anh siêng baby thôi thì em không đánh được anh đâu. Khó thẩm dũng phiêu phải chấp anh siêng cho son. Trận này ép lỗi à? Lỗi thì hơi buồn đấy nhỉ. Anh vừa đóng cái nhà gì tiếp theo đấy, có phải L2 không? Nếu L2 thì em thấy là có cửa này. Đây là nhà lên chính. Ui khùng luôn như thế. Ôi giời ơi. L2 là thấy hợp lý rồi đấy, nhưng mà nhà bên kia họ khùng mới đau chứ. Thẳng cung. À thế trận này vẫn còn tí cửa anh em ơi. Hai đồ toán auto 27-28 dân không kém cộng luôn. Đều thích làm gì làm khiếp. Em bảo là anh lệch bây giờ anh hơn tí nhưng mà cũng không đến mức vậy đâu anh Nguyễn Chí Thanh ơi. Căng đấy, anh toán cũng vẫn khỏe mà. Gọi là khỏe hơn thôi chứ còn đánh nó cũng phải cẩn thận đấy. Không đùa được với ai đồ toán đâu. 2L nhưng mà gặp bài khung nhà mới đau chứ này. Giá cho bài sexy tí hoặc là lọt ảo tơn được thì ngon đây này. Có lọt được không? Đã. Ui giời ơi. Chiến thuật hay quá. 1A nữa anh ơi. Nâng bánh xe xong là 1A nữa. Là 1A nữa. Bây giờ phải kẹp thêm cung R thôi. Bởi vì mình áp dụng chiến thuật đánh phủ đầu không thành công rồi. Họ bo được nhà mất rồi. Đâm ra là bây giờ phải kẹp thêm một nhà cung R nữa để có được sự đột biến đến từ Lê Chí Linh, à đến từ Idol Nhật Hồ. Chào anh Trung Ba nhá. Xem chết 5 dân à? Chết 5 dân chưa là vấn đề gì. Bài này thì lại không phải bài chủ động đánh phát triển. À, nếu bài chủ động đánh phát triển mà ăn được 5 dân lại khác, lại ngon. À lại ăn được dân phía ngoài này. Như bài kiểu ép quân công sớm này là mình phải đánh bay được nhà sen cơ. Chứ cả để họ thủ được là vẫn khoai đấy. Đánh phát triển mà về ăn, ví dụ ăn được 5 dân xong về ngồi gãi ra thì lại ổn hơn. Ôi giời, có lọt được không? Vâng, như vậy là Chí Linh vẫn đang để ý được anh ạ. Rất để ý đấy. Tuần này liệu rằng có lọt được không đây? Vẫn không lọt được này. Vẫn không lọt được tên vừa rồi á. Ai già cày quá nhỉ. Có nâng chặt gỗ nhưng mà đây mới được 6 cái ruộng này. Bây giờ bắt đầu mới quay về không công được nữa, quay về thủ thì em sợ vẫn đang hơi muộn. Nhưng mà có cửa đấy, thằng này vẫn có cửa. Thằng đàn đông vẫn có cửa đấy. Cửa nó hơi bé tí thôi. Không lọt được quả đấy, mà lọt được xe quả thì có khi thắng luôn. Đánh nhau lúc đầu đúng là kèo này chỉ là diễn ra đúng thời điểm đầu thôi anh ạ. Lọt được thì thắng, mà không lọt được thì tỷ lệ thua cao. Chỉ dám nói là tỷ lệ thua cao thôi, chưa chắc là anh sẽ thua trận này. Đấy, anh phải lọt đây này, tên này khả năng là sẽ lọt này. Ăn nhau tên này này, không dây dưa được trận đấu này đâu. Tên này lọt rồi thì làm tiếp theo sẽ làm như nào? Và Lê Chí Linh có đỡ được tên này hay không? Mọi người rất đông lạc đà đến từ người cầm xe. Hay lắm anh ơi. Vâng, nếu mà thắng được xe của Lê Chí Linh thì nó mới là đẳng cấp. Chứ thắng quân bình thường thì cũng bình thường thôi. Lọt quả này hay đấy. Vâng, Linh đang dùng cung R để mà đỡ. Nhưng mà đây là lạc đà. Lạc đà rất đông. Nó áp sát cung R để chém cực kỳ đau. Và cung R chỉ là cung R xe thôi. Và đây là một trận đấu mà game thủ Trương Quang Thành anh đang dồn tất cả tinh túy của mình vào để chơi với Lê Chí Linh rồi.
giật giật rồi. Đó, Linh Duy sai luôn anh em ơi, vâng, quá hay dành cho đội Trường Quang Thành trong trận đấu này. Vâng, một trận solo xeng nhưng mà lại thắng được. Hay thật sự đấy. Trận này thì ông Lê Chí Linh cũng chủ quan, đánh thẳng cung R. Liều đấy. Và ăn quả, vâng, hai lời bổ là gãy ngay. 3-7 dành cho trận thi đấu này. Hay. Rút ngắn cách biệt xuống còn 4 bàn nữa. Nhưng mà việc bật lại nó vẫn khó nhé. Bây giờ mục tiêu là thêm được nhiều chạm, càng nhiều chạm càng tốt thôi. Bật lại kèo này thì vẫn đang hơi khoai. Chúng ta sẽ chờ đợi một chút để đến với trận thi đấu tiếp theo. Và sẽ quay trở lại máy của Lê Chí Linh nhé anh em ơi. Và máy Linh xem nào, tình hình xem thế nào. Đây sẽ là màn hình máy của Lê Chí Linh. Đấy, 3-7 rồi đấy. Đấy, quan trọng là thắng được trận xem. Trận vừa rồi coi như thắng được là thắng cả kèo rồi. Nó phải là như vậy. Thua bớt đau đúng rồi. Trận này tự dưng đánh hay thế, trận này đánh đúng chiến thuật luôn đấy. Trận này đáng lẽ là ngon luôn, nếu như mà nhà xem không khung được là ngon luôn từ đầu cơ. Nhưng mà nhà xem lại khung được, đâm ra hơi mất thời gian. Nhưng may là vẫn lọt được. Cái pha lọt đấy là pha quyết định. Xăm à, Summer với cả Sen cả. Sen xăm. Sen xăm thì em nghĩ là cũng lệch tương đối. Xăm không phải là quân tuyển. Xăm thì nó có cung R đấy nhưng mà không phải là quân tuyển. Đánh được, kèo này đánh thoải mái thôi. Dành cho anh Trương Quang Thành. Em nghĩ có khi anh lại thắng được tiếp rồi. Bởi vì là Summer không quá mạnh đâu. Em đánh kèo sang random em gặp Sam rồi thì thấy cũng bình thường, Summer không có gì. Bên kia chỉ cần đánh cung được kẹp lạc đà thôi, trâu ra là sẽ ăn được. Đúng rồi, thắng được sang Lê Chí Linh cũng có cái để kỳ. Khỏe đấy nhờ. Nếu như đấy, ví dụ như trận đấu vừa rồi mà anh ấy vào sang là quân cân mà thắng được Lê Chí Linh thì chứng tỏ anh Trương Quang Thành này ở ngoài ấy, anh ấy đánh trình cũng phải thuộc dạng cũng xâm xiêm tốt rồi. Trong sới phủi nó cũng có số có má rồi đấy, chứ không phải là yếu đâu. Nói thật là như vậy. Hàng khỏe mà. Ai đồ Dục Nguyễn có lời khen là em biết là khỏe thật rồi. Bình thường ai đồ Dục Nguyễn ít khi đi khen người khác lắm. À, nhưng mà hôm nay idol bảo là khen là thành khỏe, chứng tỏ là cũng ghê. Không yếu nhưng mà thua nhiều cống. Kèo này thì Lê Chí Linh không thể chấp được idol Nguyễn Chí Thanh đâu nhỉ. Lê Chí Linh chấp anh Thanh khoảng full random thì anh Thanh có ăn được không anh? Các gì em gặp anh đâu gặp người khác hệ. Full random nhưng mà vào Sen AC thì đánh lại. Đấy. Thì phải thế thì mới đánh được đúng không? Chắc là mút tươi. Chứ còn Sen random thì chắc chắn là Lê Chí Linh không thắng được idol Nguyễn Chí Thanh rồi. Bình luận viên chấp em kiểu Sen Kata. Linh chấp anh kèo một chạm à? Chạm 2, chạm 3. Ồ, chạm một chạm thì lệch không nhiều đâu. Kèo một chạm thì thực ra là không nhiều. Ủa, ai đồng Nguyễn Chí Thanh giờ này khỏe thế. Thế mà hôm trước nhiều anh em khán giả bảo là vâng, Lê Chí Linh chấp kèo anh Hùng Cua sen random, anh Hùng Cua không ăn được. Em nghĩ là có khi là vẫn ăn được đó. Bởi vì đấy bảo anh Hùng Cua cũng khỏe phết. Thành với cả đồng Nguyễn Chí Thanh là cũng trận thắng trận thua. Nên là để mà Lê Chí Linh mà chấp được anh Hùng Cua kèo sen random thì em nghĩ khoai đấy nhở. Chào bạn Tuấn Hùng nha. Chấp chọn quân không chấp được à? À giờ thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Không đơn giản đâu.
Mình nhận viên mõm ít thôi. Nghề của tôi mà bạn bảo tôi mõm ít thôi. Nói mất quan điểm thực sự. Vào cho một lượt like đi. Bắt đầu với comment nhá. Không có ban luôn đấy. Bạn đừng đùa với tôi. Thành một hai trận mọi người nhận định cân à. Em nghĩ là anh Thanh khỏe hơn đấy. Bây giờ anh Thanh khỏe hơn, ngày xưa em không biết. Nhưng anh Thanh với anh Hùng Cua em vẫn tin tưởng anh Thanh khỏe hơn chứ. Nhìn đánh kèo xem Kata là biết ngay. Khó cho idol Hùng Cua đấy. Nhìn cách đánh khác hẳn. Đọc trận đấu yêu nhất. Thôi bạn ơi, đọc hơi chuẩn đấy. Không tự nhiên mà bây giờ tôi đánh khỏe đâu. Đọc đến đâu game thủ người ta làm đến đấy. Tuấn Hùng còn chê thì chịu rồi. Tầm Tuấn Hùng bây giờ vào chấp Xiang đan đùm luôn, giống kèo này luôn, hoặc là kèo chạm 5 chạm 1. Nói đi, dám nhận kèo thì nói một lời đi. Đừng có mõm. Chạm 5 chạm 1, chấp Tuấn Hùng chạm 5 chạm 1 luôn. Đánh giống kèo của Phú, Phú ăn được tôi chứ chưa chắc Tuấn Hùng nó ăn được tôi. Giờ mới để ý này có phần thưởng to quá à. Phần thưởng 3M cơ mà, nay phần thưởng 3M cơ mà Tuấn Hùng ơi, đẳng cấp đấy. Nhưng mà Tuấn Hùng đừng có đánh trống lảng. Một kèo xiang đan đầm, một kèo chạm 5 chạm 1 cho bạn chọn đi. Kèo nào tôi cũng nhận hết. Dám đánh thì hãy nói, còn không không dám chơi thì đừng có nói lắm. Để Đỗ Văn Thanh nó gạ cho không dám đánh thì biết rồi. Đây là BM rồi. Và đây là BL dành cho Summer. Chạm 5 chạm 3. Nó bảo chạm 5 chạm 1 rồi bảo chạm 5 chạm 3 đánh thì bạn khinh thường tôi à? Chạm 1 có đánh không? Chạm 1 bạn thắng thì gạ lên chạm 3. Chạm 1 chắc gì bạn ăn được đâu mà. Hôm trước có chủ tịch hiệu Lê vào chim lợn thôi. Xem lại like mới biết là vào xem lại like thấy là chủ tịch hiệu Lê vào ngồi soi máy trong chim lợn cho Tuấn Hùng luôn. Đọc ở đánh ở đâu là đọc ở đấy thì chịu rồi. Chơi thế thì không công bằng đâu. Chứ còn chơi kiểu không có chim lợn Tuấn Hùng biết mặt nhau ngay. Đây rồi. Đây sẽ là nhà của người cầm xe. Xe trận này cũng lên đời sớm và bắt đầu chọc con giò. Chọc giò với dân Summer thì nó hơi khó. Chứ còn chọc giò dân sen thì nó vẫn cứ là ok hơn. Cường này gáy khỏe quá. Gặp Tuấn Hùng thì nói thật là cũng không có vị gì đâu anh ạ. Bạn em biết mà, gà em nuôi thì em biết. Yếu nhất. Ok. Đây là VP rồi. Ăn được 4-5 dân gì đấy. Bên này cũng mất khoảng 3-4 dân. Một bê thủ trận này thì Lê Chí Linh bắt buộc phải đánh một kèo rất chuẩn đấy này. Đánh đúng kiểu là đánh với cả người ngang trình mình luôn đấy. Một L một P rất chắc chắn. Và thậm chí còn phải bằng bo nhỏ cái cơ sở nữa. Đấy, cầu voi chết dân này. Cõng chưa? Summer nó không có vị gì đâu mà. Summer không có vị gì đâu. Nên là gặp xe nó vẫn khó anh em ạ. Trận này cảm giác là Lê Chí Linh sẽ khoai đây. Tam còn 22. Kèo này nói chung là cũng phải vào quân tuyển một tí. Chứ còn gặp kiểu Summer Baby mà gặp anh Trương Quang Thành là Linh khó đấy. Tuấn Hùng ơi, nói làm gì, hôm đấy tôi xem lại live tôi biết rồi. Kiếp bắt đầu hiệu Lê đánh đến đâu hiệu Lê chỉ đạo đến đấy thì chả thắng là sao. Hiệu Lê bảo là khung nhà rồi đẩy cung A vát là Tuấn Hùng đi đẩy là thắng được đấy. Chứ Tuấn Hùng ở nhà vát rồi đấy là lại thua thôi. Chơi gì hai người soi một máy thì còn đi chim lợn cho nhau nữa thì chịu rồi. Sao đánh được. Nhưng mà nếu mà đánh kiểu solo cân là vẫn tự tin chấp Tuấn Hùng chạm 1 chạm 5. Chạm 1 chạm 5. Xong cái đánh ở đâu thì có người soi máy người ta chim lợn thì làm sao tôi móc máy được bạn, đúng không? Có người người ta để ý bản đồ con cho thì làm sao đỡ được. Hai người chịu rồi, khác gì hai người một màu đâu.
móc máy vào, nhưng mà tên này con xe cũng đang đứng quân thủ khá đông. 1L1A có P không? Xe hình như trận này không có P. 2L1A à? Ừ, rất chắc chắn 2L1A thì xe tịt hẳn rồi. Và chuyển sang sóc sọc đơn chứ không sóc lạc đà nữa là hợp lý luôn, bởi vì bây giờ là sọc đơn đã xiên phù, lạc đà còn nhiều khi Lê Chí Linh còn phù được để bật kèo đấy, nhưng mà chơi sọc đơn kẹp với cùng R cơ. 2L lên thì không sợ con pan, à không sợ con xong này. Nhận kèo à? Ờ được, nhận kèo được, nhưng mà tối nay thì chưa biết, chưa chốt được nha. Hôm nay khả năng có kèo, bình luận kèo cho Idol Tha Thu gái. Tối nay tôi luôn nhớ vào xem nhá. Idol Tha Thu đối đầu với Idol Nguyễn Chí Thanh kèo Siêng Kata. Một L, một P, một A. Ai? Thêm mà một A nữa là 2. Linh đang bắt đầu cơ cấu lại được cơ sở ổn định rồi và cũng nở lên tam 31, nhưng mà tầm này có lẽ xem tam 4X. Quan trọng là lượng quân của xem đang đông hơn nhiều. Xem gần đùm á. Xem gần đùm thì anh Tha Thu làm gì có cửa. Anh Giàn Đụp, anh Tha Thu, anh với em toàn thu ấy. Anh Tha Thu nói chung bảo cân em nhưng mà yếu hơn em tí. Nhưng mà căn bản là anh Tha Thu hệ FD nên là có lẽ là anh Thành hơi sẽ hơi xoắn. Xem Cà Tha đánh được mà, xem Giàn Đụm thì khó lắm. Giàn Đụm gần như không có cửa cho đồ Tha Thu. Không, thật mà em nói thật đấy, xem random thì anh Tha Thu không cửa nào, không có cửa nào luôn. Đánh sao được. Tí nữa em gửi cho anh cái clip về em đánh với anh Tha Thu. Đánh suốt mà. Anh ăn được em mà không dám xúc anh Tha Thu thế là anh khinh thường em rồi. Đúng rồi, Tha Thu hệ ép đời, hệ rát lúc đầu ấy. Nhưng mà chắc là đánh kiểu đấy thì anh Thanh lại hơi xoắn. Gặp người rát là sợ ngay. Bốn ba trên 48 rồi này, Linh cũng đang được ổn định phết rồi đây. Timeline thì vẫn bị đè nhưng có xu hướng để lại dành cho người cầm Summer trận đấu này. Trận này mà đừng nói ông Linh thắng được nữa thì ghê quá nhỉ. Có xu hướng để lại đấy. Bây giờ tự nhiên ổn định rồi. Bên kia thì anh Nhật Hổ đang không móc được. Bài này là bài xăm xấu. Nhưng mà tại vì anh sợ móc đối phương sẽ phù đấy, nên anh không dám đi móc. Anh tập trung phát triển khỏe ra và tụ quân để đi đánh nhau. Và đúng là đánh là đã quyết định đánh, phải đánh luôn anh ạ. Rồi tên phù đen đến từ người cầm Summer. Và tên này dí lên thì khả năng là không đỡ được nữa. Xúc chứ anh sợ gì. Tí nữa em gửi clip cho anh xem luôn. Em nói có sách mách có chứng. Vừa mới đánh nhau mấy hôm nay, vừa đánh nhau liên tục thì à, cuối cùng thì không đỡ được tên này và Lê Chí Linh đã phải đi sai rồi. Bảy bốn anh em ơi, bật rồi này. Kèo này bật thì khoai. Nhưng mà kèo khả năng kèo anh Toán với cả anh Thanh khả năng phải lùi lại thôi anh ạ. Em đang bình luận kèo này không xong thì khả năng khoai. Để em nhắn anh Toán luôn. Kèo này tưởng chạm 7 xong sớm nhưng mà không, chạm 8 cơ.
Rồi. Chúng ta sẽ quay trở lại máy của idol Trương Quang Thành trong trận đấu tiếp theo. Đấy, cứ cầm tầm không tuyển là khó đấy. Không tuyển là quay đấy. Tỷ số đang được rút ngắn xuống còn là 4-7. Không đơn giản đâu, ông Linh cũng đừng tưởng thơm nhá. Không đơn giản đâu. Chờ tí anh em ơi, các game thủ đang vào mạng. Ok, chờ tí anh em ơi. 47 rồi. Vẫn chưa xúc anh em ạ, chờ một tí. Chắc là vừa đi giải lao thì sau khi đánh một trận nó mệt quá. Chạm 3 thì nó ít quá anh ạ. Đào chạm 5 đẳng cấp luôn chứ nị. Lên quả kèo lai liếc nó đàng hoàng. Anh có chạm 3 thì ít quá. Với cả là tí nữa em hơi bận tí, sợ mất thời gian của anh em. Ôi đây đây đây, đánh rồi, đánh rồi, xem rồi, xong lại xong tiếp. Không phải sửa quân. Kèo này tưởng nãy tưởng chấm 7 thì ta xong luôn thì like được cho anh với cả hai đồ toán, nhưng mà đang xong muộn quá nên là em đang bận thì đây rồi, quả đôi ạ. Vâng, quá tuyệt vời luôn. Thế là tươi đấy. Trận này là gặp Summer nữa nhưng mà lại là quả đôi. Đấy, mấu chốt là như vậy. Và Summer thì như trận đấu trước anh em đã thấy rồi, nó cũng không quá khỏe. Nó không quá khỏe đâu. Đánh kèo chớp này có khi là mấy kiểu con Summer Babylon với cả con Katha nó cũng chẳng lệch nhau mấy. Thật. Đánh kèo kèo chớp này. Babylon thì nó có con cung A hai áo thì có lẽ nó sẽ khác biệt hơn, chứ còn Summer thì nó lại không có cung A hai áo. Đấy, nhiều khi cảm giác nó vẫn yếu yếu. Mặc dù là cũng có cung R, có lạc đà đàng hoàng ấy chứ cảm giác vẫn cứ yếu yếu anh em, chả hiểu sao. Khác biệt so với con Katha chỉ ở con cung R. Đã, chỉ ở con cung R thì con Katha lại có cung A một áo. Đấy, con Summer thì nó có thêm con cung R nhưng mà đánh kèo chớp này thì người ta đánh cửa trên, nhiều khi người ta chỉ cần trâu lạc đà thôi, người ta chả sợ rằng là vàng bên này chuyển quân gì con cung R để bắn phù. Nó để bắn phù thì người được chấp người ta không có tay phù mình đâu, người ta người đánh kèo chấp người ta không sợ phù. Đấy. Nên là nó cũng khoai khoai, và quan trọng nhất vẫn phải là cái bài anh em ạ. Bài nó phải đẹp, lên được đời sớm thì may ra, chứ còn lên muộn thì gặp xiềng khoai đấy. Dân nhiều máu, nhiều máu cũng là một cái lợi thế, nhưng mà tôi đánh mấy kèo mấy lần thì cảm giác con Summer này gặp con xiềng khó.
Babylon thì bài hay xấu cũng khó luôn. Nhưng mà sao cảm giác gặp con Kata lại hơi sợ nhá. Tính ra gặp Kata lại sợ sợ, còn gặp Summer thì không ngại. Ảo thật. Kata thường bài nó cũng hay đẹp nữa. Summer thì cũng hay có đôi voi cạnh nhà đấy. Bài Kata nó cũng đẹp. Bình viên chấp em siêng random đồng không ạ? Thành phát lê thì solo cân thôi, không chấp được. Anh đang chấp Tuấn Hùng kèo chạm 5 chạm 1 đây. Tuấn Hùng gáy mạnh quá, phải chấp đánh cho hiểu, đánh cho về mặt đất luôn. Đùa với tôi sao được. Đánh cho Thành Phát Lê hiểu luôn. Đánh với Tuấn Hùng nhưng mà lại cho Thành Phát Lê hiểu. Chạm 5 chạm 1 với Tuấn Hùng luôn. Em sợ vì có tên Thanh à? Đúng, không hiểu ra đánh với anh Thanh cảm giác cóng thật. Dị thế. Nhưng nếu mà thực sự em mà đánh chuẩn thì em với anh Thanh người cân nhau kèo sen đơn đầm thôi, không cóng ấy, chứ tại vì em cóng quá thôi. Bài sen đang khung đét luôn anh ạ, trận này đánh thẳng cung A cho Lê Chí Linh hiểu, dám không anh? Kèo thơm à, chưa chắc đã thơm đâu nhá, Phát ơi. Tuấn Hùng có cái vị gì đâu mà anh em cứ để cao quá chứ. BL và vẫn là BM, vẫn là BL anh em ạ. Trận này không phải là bài đánh cung thẳng. Rồi cứ cùng được kẹp lạc đà, trận trước đang thắng, trận này cứ áp dụng chiến thuật đấy mà chơi. Trận này được cái lại nhà khung nữa. Dễ đánh hơn. Chúc chờ lịch nấu đá. Ý dài, tự tin đấy. Dặn cứ chờ đi. Tôi sắp xếp được cái lịch là tạo lại triển khai thôi, chứ có gì đâu mà. Chưa thấy nhà của người cầm Summer đâu. Trận này không biết là nhà Lê Chí Linh có khung đẹp không. Trận trước nhà hơi xấu nên ra đánh cũng hơi yếu. Nên trận này nhà mà khung đẹp là đánh tốt đấy. Xem nào. Bánh xe được nâng cấp luôn và sẽ là lực hơi yếu nhỉ, trận này sao vậy? Quả đôi mà lực yếu nhỉ. Lên đời xong thì không có lực để xin xin được một lạc đà, không có giáp đây này. Không biết đã nâng cấp được cái bánh xe chưa. À, hình như bánh xe nâng cấp rồi. Được. Thế được tạm tạm tí. Lực tính ra là vẫn yếu đấy. Đây rồi. Vâng, thẳng cung đến từ Summer. Rất tự tin đến từ Lê Chí Linh. Nhưng mà có vẻ như cái bài đấu này là bài của Summer đẹp hay sao ấy chứ. Thấy là có quả có voi đây, không thèm ăn. Vâng, quả voi trước cửa nhà không thèm ăn. Hỏng rồi, bài này khả năng bài Summer đẹp rồi. Lên đời rồi anh em ạ. À lên đời, tầm này lên đời là đúng rồi, còn gì nữa. Hay ông dò lỗi nhỉ. Quả voi thì không ăn đấy. Dị thật, 2L luôn. Cảm giác còn lạc đà khỏe nên là anh Trương Quang Thành anh đang tăng L đều để tận dụng sức mạnh con lạc đà. Và một A kẹp thêm một A nữa đi, đúng rồi. 2A, 2L. Đấy, lúc đầu hơi yếu tí nhưng bây giờ bắt đầu khỏe rồi đây. Nhưng bên kia tầm này thì con Summerian cũng đã bắt đầu khỏe rồi. Bởi vì là cũng đã thủ được thời điểm đầu, không bắt con dân nào. Với cả là bắt đầu có cung R rồi. Đấy. Nên có lẽ là tích được quân là anh phải công luôn, không nên dây dưa một tí nào.
hai lờ hai a. Ok là chỗ bảy dường hình như hở rồi đấy sếp ơi. Lại cái khe này lại. Nha, 2L2A, ok là. Chặt gỗ 2 nâng cấp. Và sau đó là tăng chắc là tăng A thôi. Giờ này tăng L thì cảm giác nó không ổn lắm. Tăng A có lẽ nó sẽ là hợp lý hơn khi mà nhà đang nhiều rừng. Chưa công được tí gì đâu, nói chung đang giằng co nhau. Nếu mà cân trình thì giằng co nhau này thì đang có lợi thế hơn. Đấy, nhưng mà căn bản đây là kèo chấp, đâm ra là sợ cái đế giằng co này kéo dài lâu là không hợp lý lắm. Có lẽ là cần phải có một tình huống gì đó đấu quân hoặc là đi móc máy gì đấy anh em ạ. Nhà mình kín thế này cơ mà. Tận dụng mà đi móc máy thôi, các kiểu thôi. Rồi, tăng tiếp nhà A nữa, 3A và 2L. Nâng cấp nốt một cái công nghệ cuối cùng đó là công nghệ đầu máu. Vâng, Linh đã tụ được rất đông cùng rồi anh em ạ, khiếp nhỉ. Cảm giác rằng Lê Chí Linh tích quân nhanh nhỉ. Hoàng tí mà cung đã đông như thế rồi. Thậm chí đang muốn bắt ngược tân quân này của người cầm xem. À, trận này Summer khỏe đấy anh em ạ. Căng quá nhỉ. Vâng, tăng tiếp L nữa, 3L và 4A. Nâng đầu máu lên anh ơi. Khả năng đầu tư cái BC nâng cái đầu máu nốt lên để tận dụng cái sức mạnh của những con lăng đà nào. Quân thì đông rồi nhưng mà cảm giác chất quân đang hơi yếu. Với cả nếu mà có lực nâng nốt cái công 4 cho con lăng đà cơ, bởi vì mình đánh 3L cơ mà. Nhưng căn bản là tầm này cũng đang vón thực quá này, đóng nhiều nhà quân nên ra là không thể nào mà có thể vâng nâng được công nghệ đều về được. BC chưa có cơ. Vâng, không phải là BC mà lại BB à, sao lại thế nhỉ? Vâng, đốt nhà quân đổi luôn. Đổi luôn anh. Không, anh quay về bắt tuần này. Thầy Chí Linh đang có được số lượng cung đợt tương đối đông. Nhưng mà tuần này thì xem cũng cực kỳ đông nữa, đặc biệt có lắc đà. Vậy hay thật đấy nhờ. Ui, không ăn được tuần này á. Vâng, đó là sự khác biệt anh em ạ. Lê Chí Linh vừa cho chúng ta thấy sự khác biệt của top và không top. Tên vừa rồi đông hơn hẳn, có lạc đà mà không ăn được ạ. Ồ. Hay nhờ, hay. Từ đấy thì đánh giá cao nhờ. Vậy e rất hay, gõ một luôn đến từ anh Nhật Hồ. Con nhúng cung R thôi, chưa được một kích nhưng mà đứng ở trên con dốc với cả phết với những pha vậy e. Không vào nổi. Hay thật. Hay quá Linh ơi. Chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng cho em trong trận đấu chung kết này, trận cuối này, và cũng xứng đáng cho em trong trận đấu, trong cả kèo đấu ngày hôm nay với phần thưởng là 3M tiền tươi tóc thật. Chạm 8, kết quả cuối cùng là 8-4 nghiêng về Lê Chí Linh. Ok. Kèo với cả đồ toán khả năng phải phải rời lại thôi hai đồ ơi. Anh Toán với cả anh Thanh. Rồi lại hôm khác em sắp xếp bình luận cho Mắc Binh anh nhé. Tại vì là giờ muộn quá rồi. Em lại có việc tí việc bận. Nên là không thể nào mà live tiếp được. Hẹn anh em vào một buổi khác nhá. Đánh kèo đàng hoàng chậm 5.7 đi.
chó đẳng cấp. Bây giờ ví dụ là đánh chạm 3 thì nghe nó cảm giác không không được ưng lắm. Bây giờ thì có lẽ là xin phép chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại anh em trong những kèo đấu tiếp theo nha.